Dạ, xin chào quý vị bác sĩ đã đến với buổi thứ ba của chuỗi hội thảo khoa học về gan. Thì hôm nay cũng đã đến là buổi thứ ba rồi, thì chúng ta đã đến được một nửa hành trình trong chuỗi năm hội thảo liên tục của chúng ta rồi đấy ạ. Thì qua hai buổi hội thảo trước thì ban tổ chức cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi từ quý vị bác sĩ gửi đến cô Hà, và cô Hà cũng đã giải đáp hết rồi. Thì chắc là bây giờ mời cô Hà xuất hiện để chúng ta có thể tiếp tục đến với chủ đề thứ ba của chuỗi series kiến thức này ạ. Đây, chào Lộc và kính chào quý đồng nghiệp. Bữa hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi về cái sát thủ âm thầm thứ hai. Ngoài CVB thì chúng ta sẽ nói tiếp về CVC. Và xin quý đồng nghiệp chú ý bây giờ mình bắt đầu share tài liệu nha. Đây là những cái nội dung về CVC. Thì CVC chúng ta cũng sẽ có hai phần. Đây là phần thứ nhất, chúng ta sẽ nói về các vấn đề này ha, và chi tiết hơn nữa là như thế này. Tức là chúng ta nói về việc chẩn đoán CVC cấp, CVC mạng, khi nào thì chúng ta chỉ định điều trị trong trường hợp C cấp và chỉ định điều trị C mạng. Điều quan trọng trong CVC là những cái xét nghiệm, tại rất là nhiều những cái xét nghiệm để phải chuẩn bị để chẩn đoán, chuẩn bị trước khi điều trị và theo dõi trong và sau cái quá trình điều trị, nó cũng khá là lê thê nhưng mà cũng đỡ hơn CVB. Và cái cuối cùng là chúng ta sẽ nói về cái việc điều trị thực tế những cái thuốc sẵn có ở Việt Nam, bởi vì nếu mà quý vị đọc tài liệu, ngay cả cái phác đồ của Bộ Y tế mình thì thấy tràn gian đại hải rất là nhiều thứ á, nhưng mà thực tế thì chúng ta không có được đầy đủ như vậy đâu. Bây giờ chúng ta đi cái định nghĩa đầu tiên, thế nào là viêm gan siêu vi C cấp. Thì cái giới hạn nó cũng là 6 tháng, giống như là những cái siêu vi khác thôi. Tức là nếu một cái tổn thương do siêu vi C xảy ra kết thúc trong vòng 6 tháng và siêu vi C được thải trừ hoàn toàn thì chúng ta gọi là cấp. Và ngược lại, để chẩn đoán một cái trường hợp viêm gan siêu vi C cấp thì quý đồng nghiệp để ý mình phải có những cái tiêu chuẩn là cái cơ thể này mới nhiễm con siêu vi C. Thì nếu là mới nhiễm CVC thì thường là cái kháng thể anti-HCV lúc đầu nó sẽ chưa có, rồi sau đó nó mới chuyển dương. Và những cái kháng nguyên là những cái mầm bệnh thể hiện cái tình trạng tồn tại của con CVC như HCVRAG hoặc là HCV core antigen thì là nó xuất hiện và nó phải biến mất, nó chuyển âm trong 1-6 tháng. Đây là cái biểu đồ diễn tiến các những cái dấu ấn và những cái thay đổi về men gan. Thì quý đồng nghiệp để ý cái mà xuất hiện đầu tiên sau khi nhiễm CVC thì cái đầu xuất hiện đầu tiên nó chính là cái HCV RNA xuất hiện rất là nhanh trong vòng một vài tuần ha, trong vòng thường là trong 1-2 tuần đầu thôi đã rất là nhanh nó xuất hiện và nó nồng độ nó tăng lên rất là cao. Mãi sau đó thì cái phản ứng nó mới kích hoạt được cái phản ứng viêm và sau đó thì men gan tăng. Và quý đồng nghiệp sẽ để ý khi mà có cái phản ứng viêm men gan bắt đầu tăng thì mình thấy là cái tải lượng CVC nó giảm xuống rất là nhanh và nó sẽ biến mất trong vòng 6 tháng, mà thường là nhiều trường hợp là cỡ chừng tới tháng thứ ba là nó đã biến mất rồi. Và sau đó khoảng chừng là trong một cái khoảng thời gian thì nó dao động tùy tài liệu, thì có tài liệu nói là 6 tuần cho tới 12 tuần, tức là khoảng 1 tháng rưỡi thậm chí là tới 3 tháng thì cái anti-HCV nó mới bắt đầu nó xuất hiện và càng ngày nó càng rõ rệt hơn. Và một cái điểm chúng ta quan tâm hết sức chú ý khi mà chúng ta chẩn đoán là khi cái đỉnh điểm mà men gan tăng lên thì lúc đó chưa có kháng thể xuất hiện. Và như vậy lúc đó chúng ta sẽ, nếu mà nhận diện con CVC thì phải nhận diện bằng chính cái HCV-RNA nha. Bây giờ chúng ta nói tới viêm gan siêu vi C mạn. Thì ngược lại với cấp, đó là một cái tình trạng kéo dài trên 6 tháng thì chúng ta gọi là mạn. Và cái chẩn đoán thì luôn luôn tới cái giai đoạn mạn rồi thì nó sẽ có anti-HCV. Nó khác với cái cấp. Cái cấp là khi bệnh nhân thậm chí là men gan tăng rất cao, chúng ta chưa thấy anti-HCV. Còn đối với mạn tính thì là phải có anti-HCV trừ khi nào bị suy giảm miễn dịch thôi, bởi vì cái tình trạng tồn tại của siêu vi nó đã kéo dài trên 6 tháng rồi, cho nên chắc chắn chúng ta phải thấy được anti-HCV.
Và trên cái biểu đồ diễn tiến thì nó cũng gần gần giống, như nó chỉ khác cái khúc đuôi thôi, tức là cũng nhanh chóng sau khi bị nhiễm thì nhanh chóng là HCV RNA xuất hiện, sau đó men gan nó mới tăng. Nhưng mà khi mà diễn tiến mãn tính thì cái hệ thống miễn dịch của cơ thể nó không ức chế, nó không thải trừ được cái siêu vi C, và chúng ta sẽ thấy là cái HCV RNA nó kéo dài. Và cái men gan thì nó chỉ đỉnh điểm ở cái giai đoạn đầu thì nó căng tăng rất là cao, nhưng mà sau đó thì nó cũng tăng dao động kéo dài. Thì đây là cái đặc điểm của cái siêu vi C mạng, thường là cái giai đoạn đầu, giai đoạn cấp thì men gan nó tăng rất là dữ dội, chứ còn giai đoạn sau thì nó tăng, thậm chí là có nhiều khi nó gần như là bình thường nha, và có tăng thì nó cũng tăng dao động. Và cái đỉnh điểm mà men gan tăng thì lúc đó chúng ta chưa có cái kháng thể. Và đương nhiên nếu nói về mãn tính thì chúng ta phải tính từ thời điểm này trở đi, đúng không ạ? À? Tức là nếu mà ở đây là chúng ta chưa biết là cấp hay mãn đâu, ngay tới thời điểm này, tại vì nó mới nhiễm có khoảng 2 3 tháng thôi. Thì tới cái giai đoạn theo định nghĩa chúng ta là cái sự tồn tại của siêu vi C phải ở 6 tháng, tức là nói tới mãn tính thì chúng ta biết là nó ở cái khúc này trở đi. Còn cái khúc này mặc dù nó cũng phải có đầu mới có đuôi thì chúng ta cũng phải vẽ ngay từ đầu, nhưng mà cái giai đoạn này, cái khúc này thì chúng ta không tính nó mạng ha, chúng ta phải tính từ cái khúc này trở đi. Còn cái giai đoạn này thì chưa biết, thì như vậy cũng hên xui. Có những người mà mình thấy thường đó, một cái tiên đoán là quý đồng nghiệp có thể biết là chưa đủ 6 tháng, nhưng mà nếu mà nó cấp á, thì thường là chúng ta đã thấy chừng 3 tháng là nó đã giảm rất là nhanh và nó biến mất rồi. Cho nên nếu mà 3 tháng mà quý đồng nghiệp thấy một mình có bằng chứng là cái tình trạng tổn thương gan, ví dụ như phát hiện là men gan nó tăng như thế này rồi, mà 3 tháng trời rồi mà phải thấy cái tải lượng siêu vi nó còn, thì gần như là chúng ta có thể khẳng định là gì, cái ca đó thế nào nó cũng diễn tiến mãn tính. Mặc dù đúng định nghĩa là chờ tới 6 tháng ha, nhưng mà đối với siêu vi C là chúng ta sẽ thấy, quý đồng nghiệp nhìn lại cái hình này là sẽ thấy rất là rõ, nếu mà nó cấp thì nó giảm rất là nhanh, và hầu như 3 tháng thì là cái tải lượng siêu vi nó đã giảm nhiều rồi, trong khi cái nếu là nó diễn tiến mãn tính thì 3 tháng nó còn ngời ngời đâu, tuốt trên cao. Và chúng ta cũng nhớ là cái kháng thể bao giờ nó cũng xuất hiện muộn màng ha, trước cái đỉnh và của men gan tăng cao. Và khác với siêu vi B, một điểm rất quan trọng là siêu vi C nhiễm ở tuổi nào, con nít cũng vậy, người lớn cũng vậy, thì đa phần là nó diễn tiến mãn tính. Thì cái tỷ lệ này nó sẽ khác nhau theo rất là nhiều cái tài liệu nghiên cứu, nhưng mà nó đều là đa số, tức là dữ dội, cái một cái giá trị thấp nhất là 55%, nhưng mà đa phần trong thực hành lâm sàng thì mình theo dõi thì thấy là gì, thường là nó ở cái mức là 80-85% á, chứ chứ không phải là ở mức mà may mắn mà tới 55 đâu. Những cái trường hợp mà theo dõi thì chúng ta sẽ thấy là hầu như bệnh nhân không có tự giải quyết được đâu, tuyệt đại đa số là nó sẽ là diễn tiến mãn tính. Và chúng ta đều biết là những cái diễn tiến mãn tính, viêm gan mãn tính thì cái hậu quả về sau chính là xơ gan và ung thư gan, thì siêu vi C nó cũng là như thế. Và cái triệu chứng lâm sàng đặc trưng của nó cũng giống như anh bạn siêu vi B vậy thôi. Tức là để đơn giản thì quý đồng nghiệp cứ nhớ là một có, nếu có thì có gì đặc trưng của bệnh gan đó, tình trạng vàng da vàng mắt, và nhớ phân biệt với tăng beta carotene bằng cách là nhìn vô mắt bệnh nhân ha, mắt vàng là chắc chắn có liên quan tới tới bilirubin, có liên quan tới bệnh gan. Và chúng ta nhớ loại trừ ha, tức là nếu mà sốt cao thì phải coi chừng với vấn đề nhiễm trùng gì đó, có thể là kèm theo chung, chứ đừng nghĩ đơn giản là chỉ siêu vi C không, hoặc là bệnh nhân đau quằn quại cũng phải coi chừng có vấn đề gì đó tắc nghẽn hay gì đó kèm theo nha. Và thường mà nếu mà ở giai đoạn viêm gan mà thấy thiếu máu nhợt nhạt thì cũng phải coi chừng có phải là vàng da tán huyết hay những cái nguyên nhân gì khác. Thành đây là có một cái công thức mà rất là dễ nhớ để quý đồng nghiệp có thể hướng tới ngay từ lâm sàng, tức là thấy một trường hợp vàng da vàng mắt mà không sốt, không đau đớn, không thiếu máu thì khả năng rất nhiều chúng ta có thể hướng tới cái nhóm viêm gan siêu vi, và cụ thể là viêm gan siêu vi B hay là viêm gan siêu vi C ha. Thì tùy cái đó chúng ta phải làm thêm cái huyết thanh chẩn đoán, và đương nhiên cái này là triệu chứng điển hình, chứ còn đa số anh chàng B, anh chàng C này mà diễn tiến mãn tính thì hoàn toàn không có triệu chứng, cho mãi tới khi nào nó xuất hiện những cái biến chứng nặng nề thôi. Cho nên nó cũng là sát thủ thầm lặng ha, sát thủ thầm lặng. Và một điểm nữa là quý đồng nghiệp lưu ý, đây là sách vở người ta nói, mình nhìn vô mình thấy cũng giật mình á, tức là nếu mà viêm gan siêu vi C mạn là tới 75% là có những cái biểu hiện bệnh lý ngoài gan, thì thật ra là đôi khi có thể là chúng ta không không rà hết, chúng ta không rà hết, nhưng mà trong thực hành lâm sàng á thì cái mà mình thấy thường đi kèm á là chính là cái bệnh đái tháo đường đó, tức là những cái bệnh viêm gan, bệnh nhân viêm gan siêu vi C thì chúng ta hay gặp là thường hay có những cái rối loạn đều đường đó, hoặc là sớm nữa là giai đoạn ở giới hạn là tiền đái tháo đường, hoặc là nó đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán.
bệnh bệnh tiểu đường luôn. Còn còn trong thực hành lâm sàng, tức là với những cái bệnh nhân mình gặp đó, thì thật sự là những cái biểu hiện như nói này cũng cũng không có nhiều, không có nhiều. Mà mình thấy cái con số tôi thống kê thì thấy ghê thật, tới 75%. Cái cảm nhận của mình thì cũng có thể là mình đã không 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 rè kỹ, mình bỏ sót. Ví dụ như có những cái mơ hồ, ví dụ như là hơi hơi trầm cảm, mệt mỏi, thì bệnh nhân nào bệnh là cũng mệt rồi, thì đó có những cái nó rất là mơ hồ như vậy. Thì có thể là mình không có hỏi kỹ, mình tại vì người ta không có biểu lộ gì, mình có thể bỏ sót. Nhưng mà có một chuyện là quý đồng nghiệp lưu ý, đó là cái rối loạn đường á, và nhiều khi vô cái bệnh tiểu đường tiếp 2 luôn. Và ngoài ra những cái bệnh khớp, bệnh vi cầu thận, bệnh lympho gì khác, thì nếu có, nếu bệnh nhân có, thì quý đồng nghiệp biết là nó cũng không phải là cái gì lạ lùng, nên là nó có thể xếp trong những cái nhóm biểu hiện ngoài gan, viêm gan siêu vi C mạn. Như vậy thông thường để chẩn đoán, chúng ta biết siêu vi B thì nó rất là ghê, đủ thứ những cái dấu ấn sinh học ha, mà chúng ta đã rất là nhức đầu trong suốt 2 cái buổi vừa qua. Còn siêu vi C thì cuộc đời đơn giản hơn, nó chỉ có 3 món thôi, đó là kháng thể anti-HCV, và 2 cái liên quan tới kháng nguyên, đó là HCVRNA và cái HCV core antigen. Nó chỉ có 3 cái dấu ấn này thôi. Thì cái dấu ấn sinh học đầu tiên là cái kháng thể, nó cái kháng thể này không có ý nghĩa là bảo vệ, mặc dù là kháng thể nhưng nó không hề có ý nghĩa bảo vệ cơ thể, mà nó chỉ chứng tỏ là có tiếp xúc với siêu vi C. Và cái cho tới bây giờ thì nó vẫn là một cái xét nghiệm dùng để tầm soát bệnh viêm gan siêu vi C, bởi vì nó là cái giá thành là tương đối rẻ nhất trong 3 cái dấu ấn sinh học này, thì cái này là dấu rẻ nhất. Và vì cái gì nó rẻ thì nó cũng có cái gọi là không 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 ổn ha. Nó chỉ được cái rẻ thôi, nó có khuyết điểm không ổn ở chỗ nào, bởi vì nó bản chất nó là kháng thể thôi. Như vậy thì chúng ta cũng ngay từ đầu chúng ta đã nói rồi, kháng thể thì phải có thời gian thì cơ thể nó mới tạo ra được. Như vậy nếu mà chúng ta thấy một người vàng da vàng mắt, men gan tăng, chúng ta thử anti-HCV âm, thì trong đầu chúng ta không thể nào loại trừ hoàn toàn cái trường hợp viêm gan siêu vi C cấp được, nha quý đồng nghiệp, trong thực hành lâm sàng. Đương nhiên là không có anti-HCV, và nếu mà có những cái mặt cơ khác dương tính thì mình đã chẩn đoán nó ra bệnh khác rồi. Nhưng mà giả sử quý đồng nghiệp chưa thấy mình làm một loạt tầm soát ABC mà mình không ra cái nào dương tính hết, thì trong đầu chúng ta vẫn nghĩ là coi chừng là C, mà tại vì anti-HCV nó chưa dương, chứ không có nghĩa là chúng ta một loạt mà những cái mặt cơ âm tính mà chúng ta loại trừ anti-HCV âm để loại trừ CVC được nha. Trong khi đó nếu CVB mà quý đồng nghiệp có HBSAG âm và IgM anti-HBC âm là quý đồng nghiệp có thể yên tâm loại trừ CVB cấp ha. Còn nếu nói rộng ra CVA thì quý đồng nghiệp cũng có cái IgM, tức là IgM anti-HAV mà nó âm, quý đồng nghiệp cũng loại được cái viêm gan CVA cấp. Nhưng A thì nó chỉ cấp thôi chứ nó không có mạng, nhưng mà C thì nó hơi khó đó, thì có vẻ đó là nó mới nhiễm, nó chưa tạo kháng thể. Và một trường hợp nữa hiếm gặp hơn, tức là C âm nhưng mà thực sự nó không phải cấp, mà nó thực sự là nó đã nhiễm lâu rồi nhưng mà cái cơ thể nó vẫn không tạo ra được, bởi vì nó bị suy giảm miễn dịch. Như vậy thì nếu nếu chúng ta thấy được một trường hợp anti HCV âm như trong đầu, chúng ta nói là phải coi chừng có khả năng là viêm gan C cấp, và lúc đó muốn xác định ha, có hay không có thì chúng ta lại phải dựa vào những cái dấu ấn sinh học liên quan tới kháng nguyên nha. Còn nếu mà nó dương thì chúng ta cũng không thể khẳng định là còn mang CVC, bởi vì chúng ta biết là nó vẫn có một số trường hợp là gì, là nó tự thải trừ được mà trong vòng 6 tháng, cho nên là nó vẫn còn cái anti-HCV dương kéo dài thôi, giống như cái sơ đồ mà viêm gan CVC cấp đó. Cho nên là nếu dương thì chúng ta vẫn phải xác định sự tồn tại bằng HCVRNA hoặc HCV core antigen. Và nói chung vì đa số siêu vi C là nó diễn tiến mãn tính, cho nên nếu quý đồng nghiệp mình làm một người xét nghiệm một người có anti HCV dương mà hỏi ra đó giờ người ta chưa từng biết bệnh, người ta chưa từng điều trị gì hết, thì quý đồng nghiệp có thể nói là người này một con số ước chừng là khoảng 80% là người này còn mang CVC, bởi vì nếu CVC mà nó chui vô nó xác định bằng cái anti HCV dương thì đại đa số ha, thì mình lấy con số nó cho nó tròn trĩnh mà nó cũng tương đối phù hợp thực tế là khoảng 80 đó, khả năng diễn tiến mãn tính là 80% là cơ thể đó vẫn còn mang. Và chính vì vậy cho nên là cái anti HCV vẫn được sàng lọc tầm soát, quý vị nhớ nha, sàng lọc tầm soát bệnh viêm gan siêu vi C mạn mà thôi, chứ nó sẽ bỏ sót cái đứa cấp, nó chỉ tầm soát bệnh viêm gan siêu vi C mạn. Và cái điều này thì cũng nó cũng đã được những cái hiệp hội khác như hiệp hội gan mật ở bên châu Âu ha, và
Ở đây là những cái văn bản chính thức của Bộ Y tế mình 2021, thì mình cắt dán đây để quý đồng nghiệp mình để đối chứng thôi. Nội dung thì nó cũng đại khái giống những cái phần đã trình bày thôi, nhưng mà ghi lại để cho quý đồng nghiệp mình đối chứng. Rồi, như vậy thì đầy đủ chính xác một cái bộ xét nghiệm để chẩn đoán người ta bị viêm gan CVC thì nó sẽ gồm có cái gì? Thì đương nhiên nãy nói viêm gan thì chúng ta phải ngó tới men gan, và liên quan tới viêm gan CV thì quý đồng nghiệp sẽ được lưu ý tới ASCLT. Trong buổi cuối cùng thì mình sẽ dành một chút chia sẻ với quý đồng nghiệp về cái GRT, tại vì quý đồng nghiệp cũng thắc mắc là trong thực hành lâm sàng mình hay làm AST, ALT, GRT luôn, mà trong khi hai bài nãy thì chỉ nói ASCLT thôi, chả đến xỉa gì tới GRT ha. Thì mình sẽ nói sau trong cái bài cuối. Thì đối với siêu vi thì quý đồng nghiệp phải lưu ý tổn thương do siêu vi B cũng vậy, siêu vi C cũng vậy là AST, ALT. Và siêu vi thì C thì thường là nó tăng, và là chỉ có tăng nhiều trong cái giai đoạn cấp mà thôi, còn giai đoạn mạn thì nó tăng nhẹ và thậm chí là mình không thấy nó tăng. Và cũng tương tự như vậy, nếu mà chúng ta thấy một cái trường hợp là viêm gan thì chúng ta cũng phải đánh giá là có tình trạng tăng bilirubin trong máu hay không, hay nhìn thấy bằng da bằng mắt rõ, hoặc là nếu không thấy rõ thì bilirubin cũng có thể tăng ở mức độ nó tăng nhẹ thì quý đồng nghiệp có thể không thấy rõ, mình cũng làm đầy đủ để đánh giá cái mức độ bilirubin như thế nào. Và đặc biệt những cái trường hợp mà vàng da vàng mắt thì chúng ta lại cần thiết phải làm cái siêu âm bụng để loại trừ cái tắc mật cơ học nha, nhất là bệnh nhân mà có bằng chứng đã có bằng chứng siêu vi C nhưng mà quý đồng nghiệp thấy đau đớn quằn quại ha, thì phải coi chừng tắc mật cơ học chứ đừng nghĩ đơn giản siêu vi C không. Và siêu âm cũng cho quý đồng nghiệp đánh giá được cái cấu trúc gan ha, và cái tầm soát những cái biến cố như ung thư gan. Và giờ nói về dấu ấn sinh học thì chúng ta thực tế chúng ta làm anti-HCV bây giờ đó thường là gọi là kỹ thuật ELISA thế hệ thứ ba đó, thì sẽ phát hiện được sau nhiễm từ 6 đến 12 tuần. Có tài liệu thì nói là từ 8 đến 12 tuần nha, thì nói chung là nó tùy cái độ nhạy như của cái kỹ thuật thôi. Thì như vậy là chúng ta có một khoảng thời gian tới 6 tuần hoặc thậm chí tới 12 tuần, tức là tới 3 tháng, 1 tháng rưỡi cho tới 3 tháng người ta bệnh nhưng mà không có anti-HCV. Đó là giai đoạn đầu của cái viêm gan CVC cấp. Rồi, và để xác định sự tồn tại thì chúng ta có cái định lượng HCV-RNA. Thì cái này thường là 2 tuần là quý đồng nghiệp đã có thể phát hiện được rồi, sau cái giai đoạn nhiễm 2 tuần đó. Và chúng ta thấy là cái này nó xuất hiện rất là sớm, trước khi cái men gan tăng thì chúng ta đã thấy được cái HCV-RNA nó cao rồi ha, độ nhạy rất là cao. Và thông thường ở đây những cái xét nghiệm chúng ta đang dùng thì thường có cái ngưỡng phát hiện là khoảng 15 IU, tức là nói chung là nó rất là nhạy ha, nhưng mà điều cái khuyết điểm là gì, là nó rất là đắt đó. Thành ra là chúng ta sẽ thực hiện cái này khi chúng ta bắt đầu quyết định xác nhận sự tồn tại để chúng ta quyết định đặt trị. Và bây giờ thì chúng ta điều trị tích cực lắm, cho nên cái HCV-RNA hầu như là bắt buộc sẽ thực hiện khi một trường hợp là có anti-HCV dương, hoặc là thậm chí anti-HCV âm nhưng mà có biểu hiện viêm gan mà chúng ta chưa tìm ra nguyên nhân khác, thì chúng ta vẫn phải làm cái này để coi nó có phải là C cấp hay không nha. Thành ra cái xét nghiệm này mặc dù là đắt tiền nhưng mà chúng ta cũng phải sử dụng nó để xác định sự tồn tại của siêu vi C và để cái định hướng về quyết định đặt trị. Còn tiết kiệm hơn cái HCV-RNA là mình có cái kháng nguyên lõi HCV core antigen á, thì nó cũng sẽ dương tính khá là sớm sau nhiễm khoảng 2 tuần, nhưng mà cái ngưỡng ngưỡng để mà nó dương tính thì cái ngưỡng của nó nếu tính tương đương đương với lại cái đơn vị IU ml thì nó có phải tới 500 tới 3000 á, phiên bản IU mới thì nó mới dương tính được. Nó là HCV core antigen là định tính, nó chỉ dương với âm thôi, quý đồng nghiệp nhớ nha. Nhưng mà người ta so sánh thôi, ý là một khi mà cái HCV core antigen này mà nó dương á, mà chúng ta đối chiếu lại thì cái HCV-RNA nó tùy cái xét nghiệm nhưng mà nó cũng phải ở mức từ 500 cho tới 3000 IU thì cái này nó mới dương. Như vậy thì chúng ta có thể bỏ sót nếu mà cái nồng độ HCV thấp, mà chúng ta tầm soát cái mầm bệnh bằng HCV core antigen thì chúng ta cũng sẽ bỏ sót. Cho nên là cũng để quyết định và theo dõi thì cái này nó cũng không không được là không được khuyến khích lắm. Và siêu vi C thì nó còn một cái khác biệt với siêu vi B, tức là chúng ta sẽ quan tâm tới cái genotype của nó. Và siêu vi C thì nó có tới 6 cái genotype từ 1 đến 6. Nó tỷ lệ nó phân bố khác nhau tùy theo cái vùng địa lý, và cái điều quan trọng tại sao chúng ta phải quan tâm tới nó bởi vì nó sẽ có đáp ứng khác rất khác nhau với những cái thuốc điều trị, tức là tùy cái genotype của siêu vi C mà chúng ta sẽ phải chọn cái thuốc nha. Thì trong những cái phần sau thì quý đồng nghiệp sẽ được đề cập tới điểm này.
Và mà theo một cái nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hiền Minh và cộng sự đó thì cho thấy là ở xứ mình có bốn bốn cái genotype thế này. Thì quý đồng nghiệp thấy cái genotype 1 á, nếu mà cái tỷ lệ như vậy thì nôm na là cứ 10 người, không, cứ 10 người bị viêm gan siêu vi C thì quý đồng nghiệp sẽ thấy là 3 2 đến 3 người là rơi vô genotype 1 ha. Genotype 2 thì như vậy là cứ 10 người thì một hoặc hai người rơi vô genotype 2. Còn lại là gì? Từ 5 đến 6 người là rơi vô genotype 6. Trong khi cái genotype 3 này á, nó chỉ có 0,5, có nghĩa là gì? Là 200 người viêm gan siêu vi C thì quý đồng nghiệp mới có thể bắt gặp một người. Cho nên cái này cực kỳ hiếm luôn. Thì bản thân mình suốt mấy chục năm trời thì mình cũng chỉ gặp có một người bệnh nhân duy nhất là rơi vô cái genotype 3, người Việt Nam của mình á. Nhưng mà bà này thì bà có tiền căn là bà sống ở Campuchia rồi bà mới về Việt Nam, cho nên chắc bà cái genotype đó bà mang từ Campuchia về. Thì nói tóm lại, đối với thực tế Việt Nam mình, nếu là genotype thì quý đồng nghiệp chỉ quan tâm 1, 2 và 6 thôi. Và trong đó quý đồng nghiệp thấy là cái 1 với cái 6 á, là nó đã chiếm tới 80%. Thì cái chuyện này mình lúc trước với đồng nghiệp mình hay đùa với nhau là đúng là trời ưu đãi cho cái dân nghèo, dân mình nghèo, cho nên đa phần của mình là rơi vô 1 và 6. Thì khi mà chọn thuốc á, thì cái đám 1 và 6 này, cái thuốc nó rẻ được phân nửa tiền so với cái hai cái siêu tiếp kia. 1 và 6 là nó thuốc nó rẻ được phân nửa tiền. Rồi, cũng giống như siêu vi B thôi quý đồng nghiệp, tức là đương nhiên mình xác định người ta viêm gan rồi. À, có liên quan tới tác nhân là siêu vi gì, siêu vi B, siêu vi C gì đó, thì chúng ta cũng phải đánh giá cái tình trạng chức năng gan bằng những cái xét nghiệm cũng giống như đã trình bày ở những cái buổi trước ha. Thì cái phần này mình lướt nhanh thôi. Và trong đó thì chúng ta cũng lưu ý là cái sự tổng hợp những cái yếu tố đông máu á, tức là cái chức năng tổng hợp yếu tố đông máu thì nó sẽ biến đổi rất là nhanh, trong khi chức năng tổng hợp albumin thì chúng ta làm xét nghiệm nó sẽ biến đổi chậm bởi vì cái thời gian bán hủy ha. Và khi mà một trường hợp mà có rối loạn về cái xét nghiệm tổng hợp những yếu tố đông máu, ví dụ như cái tỷ lệ prothrombin nó giảm, thì chúng ta nhớ trước khi đổ tội cho cái nhà máy là cái gan hư thì chúng ta nên làm một cái test, là chúng ta hãy cung cấp nguyên liệu cho cái nhà máy đó, đặc biệt là đối với những người mà chúng ta thấy vàng da nhiều quá đó ha, thì có thể là họ giảm hấp thu do tình trạng tắc mật, thì chúng ta phải bắt buộc làm cái test này. Ý nghĩa của cái test này là cung cấp nguyên liệu cho nhà máy rồi đánh giá lại, nếu mà nhà máy hư thì dù chúng ta đổ đầy đủ nguyên liệu là vitamin K bằng cái đường chích này vô nè, tức là không có thông qua hấp thu đường tiêu hóa thì nó vẫn không tạo được sản phẩm nha. Còn nếu trong trường hợp mà sau khi chúng ta đổ nguyên liệu vô mà nó sản phẩm nó ra hoàn chỉnh thì là cái gan nó, nhà máy gan nó vẫn còn hoàn toàn bình thường. Rồi đánh giá, ngoài cái đánh giá chức năng gan thì chúng ta vẫn có một chuyện rất là quan trọng là đánh giá tình trạng sơ hóa, nó cũng quan trọng y như là siêu vi B về đó. Nhưng mà quý đồng nghiệp để ý cái ngưỡng cắt, nếu mà phác đồ của Bộ Y tế nói về siêu vi B 2019 á, thì cái ngưỡng cắt là 11 kilopascal là F4, thì đối với siêu vi C thì nó là 12,5. Nhưng mà nếu mà quý đồng nghiệp nhớ lại cái bổ sung của WHO á, thì bây giờ WHO lấy điểm cắt sơ gan của siêu vi B cũng là 12,5, là cũng bằng siêu vi C luôn rồi ha, trong cái bài lần trước. Và ngoài ra nó có nhiều cái kỹ thuật khác, thì cái này thì liệt kê ra để quý đồng nghiệp tham khảo. Và những quý đồng nghiệp nào mà có làm về chẩn đoán hình ảnh thì cũng rất là rành về chuyện này rồi ha. Và đây là những cái mà yếu tố ảnh hưởng thì nó cũng y như siêu vi B vậy thôi. Và mình trong thực hành lâm sàng thì mình chỉ xin quý đồng nghiệp là lưu ý hai chuyện, là một là những cái phản ứng viêm cấp thì được thực hiện ha, cụ thể là nếu thấy ALT mà tăng trên 5 lần là thế nào nó cũng bị sai, hoặc là gần bữa ăn quá ha, và yêu cầu là cách ra bữa ăn, thì hai cái này nó rất là thông thường, và nếu sơ ý một cái thì chúng ta sẽ đánh giá sai. Rồi ngoài ra thì nó có nhiều những cái nguyên nhân khác thì quý đồng nghiệp để ý, nhưng mà hai cái này là cái quan trọng nhất chúng ta cần lưu ý. Và nếu đã phát hiện là sơ gan, tức là nếu chúng ta đánh giá sơ hóa là F4 rồi, thì bước tiếp theo là chúng ta phải phân độ sơ gan theo chai ha, và chúng ta bỏ vô cái bảng điểm. Thì đối với siêu vi C đó quý đồng nghiệp, cái chuyện mà bỏ vô cái bảng điểm này vô cùng quan trọng, bởi vì cho là sơ gan đi, nhưng mà nếu người ta còn bù á, thì cái xử trí nó khác với lại cái chuyện mất bù. Mà thật ra giữa còn bù mất bù, ví dụ như 5-6 điểm với 7 điểm chẳng hạn, quý đồng nghiệp thấy nó lệch có một tí xíu thôi. Đó là một tí xíu thôi, nhưng mà khi nói tới phác đồ thì quý đồng nghiệp sẽ thấy là cái cách sử dụng thuốc nó khác nhau nhiều lắm, cho nên chúng ta cũng phải hết sức là thận trọng ha. Chúng ta phải cân nhắc ở cái ranh giới giữa A và B, còn nếu mà nó C thì nó quá rõ rồi thì chúng ta sẽ không có quan tâm, nhưng mà cái ranh giới B đó thì quý đồng nghiệp phải rất là cẩn thận. Rồi bây giờ mình nói tới cái chuyện nữa là điều trị ha, điều trị viêm gan siêu vi C cấp.
thì cái sử dụng thuốc như thế nào? Bởi vì CVC cấp như lúc nãy chúng ta đã nói là nó cấp thì nó có thể tự khỏi ha? Và người ta ở đây thì người ta cho phép cái khoảng là theo thống kê là từ 20 thậm chí là đến 50% tức là nhiễm CVC thì nó có thể tự khỏi, tức là nó diễn tiến cấp, tức là cái đám còn lại là hơn 50 đến 80% là nó mạng đúng không, thì cái trừ ra thì nó là 20 đến 50% là nó cấp tự khỏi, cho nên điều trị hỗ trợ là vấn đề chính. Còn điều trị đặc hiệu thì ở đây người ta giới thiệu một loại thôi, tức là cái nhóm sofosbuvir và venlafaxine, còn cái loại thứ hai thì tại chúng ta chưa có thì nên chúng ta sẽ nói. Và đặc điểm của nó là chỉ sử dụng có 8 tuần, nó khác với lại cái phác đồ mạng tí nữa chúng ta sẽ đề cập sau. Thì nó chung cấp với mạng thì nó sẽ khác nhau, thuốc thì có thể dùng như vậy nhưng mà nó khác nhau ở cái thời gian điều trị là 8 tuần, còn cái mạng thì chúng ta sẽ nói nó sẽ dài hơn. Và cái để đánh giá cái thành công thì cũng như vậy, là đánh giá ở sau khi ngưng trị ở tuần thứ 12 để đánh giá cái khả năng khỏi bệnh. Và quý đồng nghiệp lưu ý là chúng ta chỉ áp dụng được cái phác đồ mà điều trị cấp này khi nào quý vị có bằng chứng là một người mà cái anti-HCV, giả sử người ta có anti-HCV thì nó phải có bằng chứng trước đó là một cái anti-HCV đã âm rồi nó chuyển dương, hoặc là mình thấy RNHCV trong một cái lúc khảo sát nào đó mà nó là âm, nó chuyển sang dương và cái thời gian là trong vòng 6 tháng, thì đó là một cái bằng chứng mà chúng ta có thể tự tin là cái cơ thể này mới nhiễm. Và đương nhiên nó mới nhiễm thì 20 đến 50% nó sẽ là diễn tiến cấp, chứ chúng ta cũng không thể khẳng định được là nó cấp, tại vì nếu mà chắc nó cấp thì tốn tiền điều trị chi đúng không ạ? Nó lấn cấn ở chỗ này, tức là chúng ta đứng ở cái giai đoạn đầu của một cái viêm gan CVC, chúng ta đoán chừng thôi 20 50% là nó sẽ tự xử được đó, nhưng mà phần còn lại thì nó sẽ là diễn tiến mạng. Thì cái quan điểm diễn tiến cấp là như vậy, nếu người ta nghĩ là nếu bỏ thuốc sớm thì có thể là xử được nó và nó sẽ không rơi thành diễn tiến mạng. Cái vấn đề là như vậy, thì làm sao mình nhận diện được nó mới nhiễm? Thì cái ý thứ nhất là mình phát hiện được cái anti-HCV nó từ âm chuyển qua dương nha. Còn trước đây tầm soát gì đó không có RNHCV thì nó mới dương và trong vòng 6 tháng. Còn tình huống thứ hai là nếu một cái cơ địa khỏe mạnh bình thường mà mình lại thấy người ta có anti-HCV âm và HCV-RAR dương thì cái hai cái này nó đi với nhau thì chúng ta cũng đã xác định được đây là trường hợp mới nhiễm. Quý đồng nghiệp hiểu ý hai cái câu này không? Nó hơi rắc rối chút xíu. Tức là nếu chúng ta đứng trước một người đã có anti-HCV dương rồi, đã tới nếm mình với vàng da vàng mắt, men gan tăng anti-HCV dương rồi, thì mình phải có cái quá khứ người ta tình cờ người ta đi kiểm tra sức khỏe hay là làm cái gì trước đó trong vòng 6 tháng thôi, người ta đã có một cái bằng chứng trước đó là anti-HCV âm. Ha. Rồi. Còn trường hợp thứ hai là quý đồng nghiệp thấy một người đứng đang vàng da vàng mắt đứng trước mặt mình có anti-HCV âm nhưng mà mình nói không loại trừ CVC, thì quý đồng nghiệp làm thêm cái HCV-RNA thì nó là dương, người này sức khỏe bình thường không suy giảm miễn dịch, thì đó mình tự tin đây là trường hợp viêm gan C mới nhiễm và như vậy mình xử trí theo cái kiểu cấp nha, theo kiểu cấp. Thì ở đây Bộ Y tế mình cũng có nói cái ý như vậy nhưng mà không có giới hạn ở đây, ví dụ như nói chẩn đoán nhiễm cấp khi chuyển đạo anti-HCV từ âm tính sang dương tính ha, mà cái câu này nó sẽ rất là mơ hồ mà quý vị phải nhớ khẳng định là trong vòng 6 tháng. Ý như vậy là sao? Tại vì ha, quý đồng nghiệp hình dung nếu mà có một người men gan tăng đến với quý đồng nghiệp có anti-HCV dương tính, cái kết quả đi trước mặt mình đây. Ví dụ mình đang ở tháng 9 năm 2024 là như thế. Nhưng người ta đưa cho quý đồng nghiệp một cái bằng chứng người ta đi kiểm tra sức khỏe vào tháng 9 2023 có anti-HCV âm. Thì đúng là mình cũng là anti-HCV âm tháng 9 23 âm. Bây giờ tháng 9 24 dương đó. Nhưng mà cái ca này có chắc là nó cấp không? Tại vì cái thời gian nó tới 1 năm lận. Như vậy nó dương từ lúc nào? Nó chuyển dương từ lúc nào mình đâu có biết nha. Cho nên nếu mà nó chuyển đổi từ âm sang dương, chúng ta vẫn phải tuân thủ là gì? Trong một cái khoảng thời gian là nó trong vòng 6 tháng thì mới nói được là nó là cấp. Rồi, còn đương nhiên là nếu một người miễn dịch bình thường mà quý đồng nghiệp thấy có anti-HCV âm làm tiếp HCV-RAR dương thì đó là người viêm gan CVC cấp. Nhưng mà thật sự á là trong thực hành lâm sàng đó, chúng ta ít khi nào mà thấy anti-HCV âm mà chúng ta làm tiếp cái HCV-RNA lắm. Ha, thường là nói là nếu không tìm ra gì kêu viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân gì đó rồi điều trị lăn tăn thời gian. Nhưng mà đều là nếu chúng ta tích cực thì chúng ta có quyền xác định ngay từ đầu bằng cái HCV-RNA, để nếu loại trừ được HCV-RNA đó thì chúng ta mới có quyền nói là viêm gan mình đã tìm ABC rồi mà không ra nguyên nhân
chứ đôi khi chúng ta hay bỏ sót cái C cấp nha. Cái kiểu thực hành lâm sàng của mình là thấy ăn tỷ HCV âm thì ít người làm tiếp tới HCV RNA lắm. Rồi bây giờ mình nói chuyện là nước ngoài, đây là cái Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ năm 22, họ nói về C cấp như thế nào. Thì cái về kháng thể thì họ cũng nói giống giống vậy thôi, tại vì nó ở đây thì họ nói là từ tuần thứ sáu, để tuần thứ sáu trở đi thì nó bắt đầu có cái kháng thể ha. Và đương nhiên cái kháng thể này thì nó cũng có thể không xuất hiện nếu mà suy giảm miễn dịch, nhưng mà cái ý hay nó nằm chỗ này nè quý đồng nghiệp, là cvRNA đó thì họ có nói một cái ý là thứ nhất là cái siêu vi á, nó có thể dao động trên một lốc, tức là nó trên lệch, nó có thể dao động hơn 10 lần ha, nó dao động, và đặc biệt là nó có thể tạm thời âm tính trong cái giai đoạn nhiễm cấp, là do cái đắp miễn dịch nó mạnh, nó tạm thời nó âm tính trong cái giai đoạn cấp. Chính vì vậy nếu trong cái quá trình vẫn là cái thời hạn theo dõi viêm gan cấp đó, nó chưa quá 6 tháng, quý đồng nghiệp thấy được một cái xét nghiệm, một cái duy nhất xét nghiệm HCV RNA mà âm thôi thì cũng chưa đủ bằng chứng để mà loại trừ ha, chưa đủ bằng chứng để mà loại trừ viêm gan siêu vi C cấp. Tức là ý câu này nó là gì, là có thể trước đó mình đã chẩn đoán C cấp bởi vì là mình có đã có HCV RNA nó dương rồi đó, nhưng mà cũng trong cái khoảng thời gian đang theo dõi mình thấy nó âm, nó chuyển âm đi thì đừng có vội mừng là chắc là người ta đã hỏi bệnh đâu, bởi vì nó có thể âm tính thoáng qua tạm thời nha. Cái chi tiết này chúng ta cần lưu ý. Rồi và cái siêu vi C cấp này thì ở đây người ta cũng nói một số tiên lượng, là tại vì chúng ta có tới 20 đến 50 ha, 50% là nó có thể khả năng nó tự giải quyết được, thì đối tượng nào là chúng ta nghĩ là khả năng gần 50% hơn, đối tượng nào là hiếm hơn là 20%. Thì thường thường những cái trường hợp mà men gan tăng rất là cao, vàng da vàng mắt là một yếu tố tiên lượng là người ta có thể tự giải quyết được. Và cái chuyện này trong thực hành lâm sàng thì cũng mình theo dõi thì thấy nó cũng đúng á, tức là có những cái người mà họ bị viêm gan siêu vi C á, mà họ vàng da vàng mắt dữ dội á, họ đến tới mức mà họ phải nhập viện á, rồi sau đó là theo dõi, tại vì trong trường hợp đó nhiều cái trường hợp là mình tư vấn người ta chưa sẵn sàng để mà người ta điều trị đó, và thuốc thì nó cũng không có phải rẻ, cho nên là để theo dõi từ từ, thường là mình hay lấy mốc là tháng thứ ba, nếu tháng thứ ba mà nó chưa ổn thì lúc đó là quyết định điều trị luôn. Thì thường là mình theo dõi tới tháng thứ ba là mình sẽ thấy là cái tải lượng siêu vi, có nhiều trường hợp nó đã âm, và đương nhiên tới 6 tháng kiểm lần nữa là nó âm luôn, tức là nó là C cấp thật sự. Và người ta cũng thấy là nếu có đồng nhiễm thêm cái siêu vi B đó thì nó cũng góp phần, nó là cái đám mà dễ dễ thải trừ. Thì chúng ta trong thực tế nếu mà chúng ta sẽ gặp nhiều người viêm gan siêu vi B chúng ta đang điều trị, mà tại mình tầm soát C luôn với B đó, thì mình sẽ thấy anti HCV của người ta dương tính, nhưng mà làm RNA HCV thì không có, tức là người ta đã xử được con siêu vi C, nhưng con siêu vi B thì người ta không xử được, người ta mang kéo dài ha. Và nhiều cái yếu tố khác, nhưng mà có thực tế thì mình thấy hai cái đó là tâm đắc, đó là cái chuyện người ta vàng da vàng mắt nhiều tăng men gan, thì mình đã gặp nhiều ca là theo dõi cuối cùng là nó tự xử, với là những người mà họ đồng nhiễm với CVB đó kiểm tra là thấy có, nhưng mà cuối cùng chỉ cần xử con B thôi chứ con C là không cần xử, bởi vì người ta đã xử trước rồi. Rồi như vậy thì đối với dân Mỹ thì họ mặc dù là con nhà giàu nha, nhưng mà họ mà chắc là giàu cho nên mới chơi sang kiểu này, tức là họ khuyến cáo là vì cái thuốc nó hiệu quả rất là cao, nó cũng an toàn, cho nên là đối với mãn hay cấp gì xài the same thôi, ha, cùng một công thức thôi, mãn cấp gì cũng vậy, tại vì thiệt ra phân biệt nó cũng mệt lắm, ha, có nhiều trường hợp là hai cái nó cùng dương tính đó, thật sự là cũng không biết là nó cấp hay nó mãn đó. Còn muốn chắc chắn là nó cấp thì quý đồng nghiệp phải có những cái tiêu chuẩn như nãy mình phân tích đó, mình phải theo dõi quá trước là từ âm qua dương, mà đâu phải nhiều người ta tới với mình là vừa có kháng nguyên anti, vừa có kháng nguyên vừa có kháng thể, anti HCV cũng dương rồi, HCV RNA cũng dương rồi, và biết nó cấp hay mãn đúng không, và nhiều đó thôi khỏi bàn cãi gì đâu, thôi là cứ xử như mãn hết, đó là quan điểm của Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ ha, và cũng nghe nghe rất là hữu lý á. Rồi bây giờ mình nói tới chuyện nhà mình là Bộ Y tế của mình thì sao, thì cái phác đồ điều trị C mạng của Bộ Y tế nhà mình rất là đơn giản, tức là một người nếu quý đồng nghiệp thấy có anti HCV dương và HCV RNA dương mà thôi, không nói là nó phải bao nhiêu IU, trong khi CVB mình quy định chặt chẽ là bao nhiêu 2.000, 20.000 IU này nọ, còn CVC là chỉ cần biết nó dương, nó trên ngưỡng, mà cái ngưỡng là có 15 IU/ml thôi ha. Rồi và có một cái mở rộng hơn là đôi khi á, quý đồng nghiệp sẽ gặp có những người họ khai đau với mình á, là trước đây tôi có làm xét nghiệm là anti HCV dương và HCV RNA dương đó, nhưng mà bây giờ tới tới gặp quý đồng nghiệp á, thì họ dục mất cái xét nghiệm anti HCV rồi,
không còn giữ cái đó nữa, tại vì có lẽ là thấy cái đó nó rẻ tiền không quan trọng, họ còn giữ mỗi cái tờ mà định lượng triệu mấy thì ta quý người ta giữ lại. Và bây giờ gặp đồng nghiệp ghi lại làm lại hiện tại bây giờ thì mình có HCV RNA dương cũng còn dương, so cái bản cũ với bản này thì đúng là nó đã tồn tại trên 6 tháng rồi, thì trong trường hợp đó nó cũng là rõ ràng một cái bằng chứng của C mạng, chứ mình nhất định phải đòi lại cái anti HCV dương, không lẽ đi bắt người ta đi làm lại anti HCV mà thiệt ra nó đâu có hay bằng là hai lần HCV RNA đã dương tính trên 6 tháng đúng không à. Đó, và một chuyện quan trọng là gì, vậy nhiêu đó là đủ rồi, không cần men gan phải tiêu chuẩn là bao nhiêu ha, không có nói tới ngưỡng bình thường là bao nhiêu, và cũng không có nói tới ép mấy luôn ha, siêu vi B thì còn nói tới F2, F4 mà men gan tăng trên ngưỡng bình thường hay là gấp hai lần gì đó, còn siêu vi C không đếm xỉa gì tới luôn, không đếm xỉa là tải lượng, miễn là biết là nó có thôi chứ còn không cần là bao nhiêu cả. Và đây là nguyên văn của Bộ Y tế mình, thì quý đồng nghiệp thấy ở đây thì Bộ Y tế mình nói là viêm gan virus mạn á, ở đây chỉ nói là anti HCV dương tính hoặc là HVV, cái HCV RNA dương tính thôi nha, chứ không có nói tới cái chuyện 6 tháng. Nhưng mà cái chuyện mà mình ghi cho đồng nghiệp suy ra 6 tháng là tại thực tế mình có gặp những chuyện như vậy, và như vậy thì chúng ta cũng có quyền coi như là mạn, mà còn rõ ràng hơn nữa là kháng nguyên tồn tại trên 6 tháng đúng định nghĩa hơn đúng không à. Rồi à, bây giờ chỉ định là hễ mà chẩn đoán như thế này thì là coi như là có chỉ định điều trị à, đó, tức là anti HCV nôm na anti HCV dương và HCV RNA dương là có chỉ định điều trị. Thì ở đây người ta cũng nói luôn những cái chống chỉ định dưới 3 tuổi, phụ nữ có thai hoặc là những thuốc có thể gây tương tác nguy hiểm nha. Còn nếu mà phối hợp ribavirin thì mình ta tránh những cái trường hợp là thiếu máu nặng này là thì tí nữa chúng ta sẽ nói. Nhưng mà thiệt ra phối hợp ribavirin thì chỉ những cái đối tượng đặc biệt thôi, chứ bình thường mình cũng không có đếm xỉa tới ribavirin. Nhưng mà nếu tới ribavirin thì sợ nhất là cái chuyện mà phải tránh thai đó, tại vì cái đó vô cùng nguy hiểm. Nhà chúng ta sẽ lặp lại nói kỹ lại cái chuyện này sau. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lại cái khuyến cáo điều trị của thế giới thì sao? Đó, ví dụ như Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ thì coi như là cấp mạng gì là cũng điều trị hết ha, cấp mạng gì là cũng điều trị hết, trừ những người mà không biết còn sống được bao lâu, tức là thời gian ngắn sống còn quá ngắn thì thôi không đếm xỉa thôi, chứ còn cấp mạng gì là cũng điều trị tích cực. Thì tại sao cái bệnh viêm gan siêu vi C lại được điều trị một cách rất là tích cực như vậy? Thì chúng ta nhớ thứ nhất là hiện nay chúng trên cả thế giới chúng ta đã có loại thuốc hay gọi tắt là DAA á, tức là những cái tác nhân mà nó đánh nó tác động trực tiếp hiệu quả điều trị là coi như gần như là bây giờ là 99 trên 95 mà thậm chí là 99% là hiệu quả, đạt hiệu quả rất là cao, mà tác dụng phụ thì hầu như không là không có đáng kể gì hết, hầu hết bệnh nhân là tuân thủ và chấp nhận điều trị một cách dễ dàng ha, với cái hiệu quả thành công rất là cao. Vậy thì tại sao chúng ta không điều trị đúng không à, không có khổ sở gì hết mà hiệu quả rất là cao. Và nếu chần chừ ha, mà nếu người ta đã bị xơ gan rồi đó thì cái khả năng mà đạt được gọi là SVE sau này chúng ta sẽ phân tích xong, tức là đáp ứng siêu vi bền vững á, thì nó sẽ giảm, tức là coi như khỏi bệnh, tỷ lệ khỏi bệnh nó giảm. Nhưng mà sau khi mà đã điều trị sạch con siêu vi rồi thì mình hình dung giống như là một cái quả táo, một cái quả táo nếu mà sau nó mới liếm sơ sơ cái vỏ mà quý đồng nghiệp gấp cái con sâu ra thì cái quả táo coi như nó còn nguyên. Còn nếu chúng ta để cái quả táo con sâu nó đục nát cái quả táo rồi ha, để lâu quá nó đục nát cái quả táo, tình trạng nó đã xơ gan, cái gan đã xơ, quả táo đã bị đục nát rồi, chúng ta mới gấp con sâu ra thì nó vẫn cứ là một cái quả táo nát và nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào ha. Thành ra là đã phát hiện thì phải điều trị, chứ lỡ bỏ qua nó diễn tiến xấu thì thôi thôi rồi. Rồi và một chuyện rất là quan trọng là cho tới bây giờ chúng ta chưa hề có vaccine phòng ngừa viêm gan siêu vi C. Siêu vi B thì chúng ta đã có vaccine từ rất lâu, nhưng mà chúng ta không hề có vaccine phòng ngừa siêu vi C. Như vậy thì một người mà có HCV RNA dương tính có nghĩa là người đó là cái nguồn lây cho cộng đồng. Như vậy nếu có điều kiện xử càng sớm càng tốt để đừng có lây thêm cho ai nữa. Tại vì quý đồng nghiệp cũng biết có những người làm những cái nghề nghiệp, những cái đối tượng rất là đặc biệt, họ còn tồn tại siêu vi ngày nào thì họ có nguy cơ lây cho nhiều người đó ha. Cho nên nếu mà điều trị càng tích cực thì coi như là càng hạn chế được cái nguy cơ lây nhiễm. Và như vậy thì chúng ta mới gần tới đích là chúng ta xóa sổ được cái siêu vi C. Và ngoài ra thì Bộ Y tế mình thì không nói chuyện này, nhưng mà ở Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ thì họ nhấn mạnh một chuyện là những bệnh lý mà ngoài gan đi kèm á,
với lại HCV rất nhiều thứ, như lúc nãy có một cái hình liệt kê cho quý đồng nghiệp đó, thì sau khi mà điều trị sập CVC rồi thì cái tình trạng nó sẽ rất là cải thiện. Và đây là cái khuyến cáo của bên Hiệp hội Gan Mật về châu Âu ha, thì là họ cũng khuyến cáo là điều mới mắc hay là mãn tính gì đó thì cũng nên điều trị mà không có nên trì hoãn. Và đây là họ nói những cái trường hợp mà phải điều trị tích cực ha, quý đồng nghiệp đọc theo tham khảo thêm. Rồi, còn mình nói chuyện là Hiệp hội Gan Mật Hoa Kỳ thì họ nó xác định rất là rõ là cái chuyện điều trị khỏi cái con siêu vi C thì giảm đặt hết, giảm rất là rõ rệt những triệu chứng chứng và thậm chí là cái tỷ lệ tử vong do những cái biểu hiện nguy hiểm ở ngoài gan ha, thì trong đó là có cả những cái bệnh lymphoma rồi đủ thứ những bệnh nguy hiểm rất là nhiều. Và đối với những cái trường hợp mà bệnh tiểu đường đó thì nếu điều trị thành công thì người ta thấy cải thiện tuyệt tuyệt vời luôn cái tình trạng đề kháng insulin, và nó có thể ngăn chặn từ cái tiền đái tháo đường nó không chuyển ra thành cái bệnh đái tháo đường, và nó có thể làm giảm đáng đáng kể những cái nguy cơ tim mạch trên những cái bệnh nhân đã là đái tháo đường thật sự rồi. Cho nên rõ ràng là cái chuyện điều trị con CVC nó lợi đủ đường cho bản thân, nó lợi cho cộng đồng mà nó dễ dàng thực hiện lắm. Rồi, tại sao vậy? Tại sao điều trị nó nghe phấn khởi ngon lành dữ vậy ha? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại cái chu trình phát triển của con CVC. Thì nhìn cái hình này quý đồng nghiệp thấy một điều là gì? Đây là CVC nó xâm nhập vô, nó không hề đụng chạm tới cái nhân tế bào gan, nó chỉ lang thang trong cái tế bào chấp thôi. Và trong tế bào chấp thì nó gọi là nó được tổng hợp, nó nhân lên dưới tác dụng của những cái protein đông cấu trúc ha, đông gọi là non structural protein á, thì hay viết tắt lại cái chữ NS á. Rồi nó tạo ra, nó tạo ra sau khi nhân lên thì nó tạo ra những con siêu vi mới rồi nó phóng thích ra ngoài. Nó không đụng chạm gì tới cái tế bào gan hết á. À, xin lỗi, nó không đụng chạm gì tới cái nhân tế bào, trong khi siêu vi B nó chui vô nhân, nó tạo ra adenosine. Thì con này hiền lành lắm, chỉ đi dạo chơi trong tế bào chất rồi đi ra thôi. Và cái cơ chế tác dụng của những cái DA là gì? Là nó đánh, nó ức chế vô những cái protein nông cấu trúc này, và mình có những cái loại thuốc, ví dụ như những loại thuốc ức chế ở cái vị trí NS là non structural protein á, là vị trí NS5B. Và cũng tình cờ nó có một cái đặt tên thú vị là những cái mà ức chế, những cái thuốc mà ức chế vị trí này B đó, 5B thì nó sẽ có cái đuôi tên là Buvir, Buvir. Còn cái nhóm mà nó ức chế vô vị trí NS5A A đó thì nó lại có cái đuôi là Asvir. Và cái nhóm mà nó ức chế cái vị trí NS34A thì nó có cái đuôi là Previr. Và trong thực tế thì cái đám Buvir cho tới bây giờ thì nó chỉ còn duy nhất một cái sản phẩm là Sofosbuvir, và cái này coi như là cái xương sống để điều trị siêu vi C. Công thức nào cũng phải có cái Sofosbuvir cả. Cái nhóm Advair thì chúng ta có khá nhiều, Ledipasvir, Dalasavir đó. Rồi, Evacvir, nhưng mà cái này là màu đen, có nghĩa là nó là lá quá khứ rồi ha. Venbatasvir là chúng ta đang có, còn màu xanh Vibentavir thế giới thì có, nhưng mà mình là còn mơ niềm màu xanh hy vọng nha. Còn cái nhóm Previr thì chúng ta có cái quá khứ là Gazoprevir với Entavir, là nó vô một món đó, là chuyện quá khứ đen đen thui. Còn còn hai cái loại này, Previr, Fluxina thì nó là màu xanh hy vọng của Việt Nam mình, chứ trên thế giới người ta nhóc người ta xài rồi, nhưng mà mình vẫn là màu xanh hy vọng thôi, mình chưa có. Tóm lại là quý đồng nghiệp thấy cái nào màu đỏ đó là hiện trạng của mình đang có nha. Và chúng ta nhớ là những cái nhóm mà để xếp vô cái nhóm Previa thì nó sẽ chống chỉ định khi sơ gan mất bù. Thì nói tóm lại, khi sơ gan mất bù thì coi như những cái thuốc này hoặc là quá khứ hoặc là tương lai chúng ta không có, cho nên mình cũng chả quan tâm gì lắm. Thì mình có lại có được ba cái món thuốc này ha, và cái xương sống là Sofosbuvir. Thì bây giờ mình giới thiệu là những cái chế phẩm, thì nếu quý đồng nghiệp đã từng điều trị rồi thì cũng biết, còn nếu quý vị nào mà không liên quan gì đó thì mình cũng ngó qua cho biết. Mà thuốc này thì bây giờ mua cũng dễ, không có tới nỗi nào. Tức là chúng ta có cái Sofosbuvir đơn chất, chúng ta có cái Ledipasvir phối hợp với Sofosbuvir trong một viên thuốc, chúng ta có cái Dalasavir đơn chất. Còn cái thuốc này thì nó là phối hợp, nhưng mà lúc trước có một thời gian nó có, bây giờ thì đã hết rồi. Và hiện tại bây giờ thì mới nhất và hiệu quả nhất là cái viên ven ba sát phối hợp với sofosbuvir. Và nhìn vô cái sơ đồ này để chúng ta thấy là cái DNA nó xuất hiện, nó giống như là một cái cứu cánh tuyệt vời cho những bệnh nhân viêm gan C. Tại vì trước đó cái khi mà điều trị CVC, quý vị thấy không? Cái hiệu quả nó rất 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 là thấp, và tới cái giai đoạn mà có interferon rồi phối hợp với ribavirin á, lên nhín nhín coi như là năm ăn năm thua.
Mà cái giai đoạn này thiệt ra bác sĩ điều trị cũng khổ sở lắm, bởi vì phải theo dõi tác dụng phụ, bệnh nhân cũng khổ mà bác sĩ mình cũng điên đầu lên ruột với bệnh nhân dữ lắm luôn. Nhưng mà bắt đầu khi có những cái DA sơ khởi á, thì coi như cái hiệu quả nó đã tăng vọt lên, và đương nhiên chúng mình là ở tuốt tới 2024 sau này hiệu quả tuyệt vời luôn nha. Là nó lên tới là 95-99% rồi. Đó là một cái chuyện rất là may mắn cho hiện tại của chúng mình. Như vậy thì đã có sẵn sàng hết rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho bệnh nhân điều trị thôi. Thì cái chuyện mà nói năng với bệnh nhân, giải thích cho bệnh nhân để bệnh nhân chấp nhận cái chuyện điều trị này không phải là chuyện đơn giản nha. Tại vì thành công hay thất bại chính là ở chỗ này đó quý đồng nghiệp. Câu đầu tiên mình hay nói, đầu thủ tục đầu tiên là tiền đâu. Đầu tiên là tiền đâu, tức là chuẩn bị đủ chi phí cho cái liệu trình. Mặc dù là mình biết là cái thuốc này hiệu quả, nhưng mà muốn hiệu quả thì phải tuân thủ đủ cái liệu trình thì mới đạt được hiệu quả. Và như vậy thì người ta cần phải hiểu là chuẩn bị đủ cái chi phí cho cả một cái liệu trình điều trị. Trước khi điều trị mình phải cho bệnh nhân cái khái niệm là người ta phải chuẩn bị bao nhiêu tiền. Thì cho tới bây giờ điều trị một lọ thuốc nó trị giá từ 5 triệu cho tới 8 triệu, 5 triệu cho tới 8 triệu. Và thời gian là nó khoảng 3 tháng, ít nhất là 3 tháng, có thể kéo dài 6 tháng. Mình nói cho bệnh nhân như vậy. Đối với một người bình thường, thu nhập trung bình thì có lẽ là đối với họ không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta cũng gặp rất là nhiều người khó khăn lắm. Tháng nào chi tiêu hết tháng đó, lấy gì đâu ra dư một tháng 5 triệu đến 8 triệu để mà mua thuốc uống. Và nhiều người khi mà bác sĩ tư vấn cái số tiền mà họ cảm thấy là hơi quá cái tầm tay của họ như vậy, thì họ thường chặt lưỡi, bác sĩ nói vậy thôi chứ trong bụng người ta nói là thôi là về là người ta sẽ không chữa. Người ta không chữa, người ta đi uống thuốc hạ men gan vớ vẩn 200-300 ngàn gì đó một tháng cầm cự mà thôi đó. Thì cái chuyện này chúng ta giải thích bệnh nhân có đủ chỉ định điều trị rồi, có anti-HCV dương rồi, có HCV-RNA rồi, thì chúng ta phải giải thích bệnh nhân cần chuẩn bị đủ cái kinh phí để điều trị, và phải nói rõ cho họ là giả sử bây giờ họ chưa đủ thì họ có thời gian để chuẩn bị mà. Tại vì có thể quý đồng nghiệp gặp người ta ở giai đoạn là F0, F1 hay F2 thôi, đúng không? Thì đâu phải một sớm một chiều nó sơ gan liền. Thành ra chúng ta nói thậm chí là mình đã dặn bệnh nhân là bỏ heo, bỏ ống 50, 30 gì đó để dành 1 năm, 2 năm. Có người thậm chí là họ để dành 3 năm mới đủ tiền điều trị nhưng mà vẫn cứ như cũng còn kịp. 3 năm thì một cái gan ở F01 thì nó cũng cùng quá, nó qua F2 thôi cũng chưa tới nỗi nào. Nhưng giả sử người ta đã không có khả năng mà mình không nói cho nó thấu đáo, người ta cứ chặt lưỡi bỏ đó rồi người ta quên bẵng nó đi, 5 10 năm sau có thể người ta đã làm ăn khấm khá, người ta có bạc tỷ trong tay, nhưng mà lúc đó cái gan nó đã sơ rồi, thậm chí là sơ gan mất bù rồi. Thì mình nói đó, cái hình ảnh cái quả táo mà bị sâu ăn xong nó đã đục nát cái quả táo rồi, bây giờ có bạc tỷ để gấp con sâu ra rất là dễ, gấp con sâu thì rất là dễ, nhưng mà bạc tỷ đó đâu có làm cho cái gan nó bình thường trở lại được nha. Thành ra là cái chuyện này mình phải nói là nói làm sao cho bệnh nhân hiểu được cái vấn đề và họ tự tin là họ phải điều trị. Có thể dựa thêm bảo hiểm y tế để bớt được phân nửa tiền, tại thuốc bảo hiểm y tế cho được khoảng 50% nữa. Thì thật ra mình đã thuyết phục rất là nhiều bệnh nhân, bởi vì mình cũng không có đủ giàu để mà mình lo hết cho người ta được, thì mình chỉ thuyết phục người ta và tự người ta cứu người ta bằng cách bỏ heo bỏ ống để dành. Thì có những người thậm chí là mình đã có những bệnh nhân mà chỉ đi bán vé số dạo thôi đó, và họ cũng kiên nhẫn họ điều trị và họ thành công. Và mình cũng biết có những bệnh nhân rất là thương là sau khi lấy cái toa của bác sĩ ra, họ cũng không được giải thích rõ tiền bạc là bao nhiêu, lấy cái toa bác sĩ ghi toa thì đi ra tới quầy thuốc mua thôi và dốc sạch túi ra cũng không đủ tiền mua một lọ thuốc. Và họ có nhiều trường hợp mà mình cũng không hiểu sao bán cho bệnh nhân 10 viên hay là nửa lọ, cũng có những trường hợp bệnh nhân mua như thế và họ cũng không biết tiền đâu để họ mua tiếp cho đủ cái liệu trình điều trị. Và cái chuyện nguy hiểm chẳng những cho bệnh nhân này mà chúng ta nghĩ cho cả một cộng đồng, thuốc của chúng ta thì đã không có được bao nhiêu, không được nhiều loại thuốc đâu, mà nếu mà có những bệnh nhân như thế rồi nó lờ thuốc, nó kháng thuốc rồi như thế nào, đúng không? Cho nên cái chữ mà chuẩn bị đủ kinh phí điều trị là một chuyện rất là quan trọng. Thì không biết là nếu quý đồng nghiệp làm ở những bệnh viện mà gặp người giàu thì chắc không có tới nỗi trăn trở khổ tâm, nhưng mà nếu mà quý đồng nghiệp ở những cái vị trí cơ sở đầu sóng ngọn gió tay không đánh giặc thì chắc cũng sẽ bị trăn trở nhiều lắm đó, là tại vì sẽ gặp những người là người ta không có đủ tiền để người ta điều trị đâu nha. Thì mình giải thích á, bỏ heo bỏ ống gì đó phải quyết tâm điều trị chứ đừng có bỏ, tại vì gấp con sâu ra đi chứ đừng để nó đục nát cái gan mình, rồi lúc đó là có bạc tỷ cũng không gấp gấp ra được thì cũng không cứu được cái gan, gấp ra thì gấp ra rất dễ đó. Rồi còn cái tác dụng phụ thì nó không đáng kể đâu ha, thì ở đây người ta cũng liệt kê nhiều cái.
mệt mỏi buồn nôn nhức đầu gì đó, nhưng mà phần lớn bệnh nhân thường là những bệnh nhân á mà kỹ quá, gọi là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, mình hay nói đùa là bệnh nhân mà đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng á thì có nhiều tác dụng phụ, cái khai cho bác sĩ đủ y chang vậy đó. Chứ còn nhiều người, người ta vô tư, bác sĩ ghi toa thì người ta cứ uống dặn gì người ta nghe nhiêu đó thôi, thì hầu như người ta chả than phiền gì đó. Cái thực tế mình thấy có vậy. Nhưng mà nếu nói chung là những cái thuốc này thì có đôi khi người ta khuyến cáo là có thể mất ngủ này, nó thì nên uống vào buổi sáng ha, nên uống vào buổi sáng, nhưng mà không phải là tuyệt đối nha. Nhiều người ta không muốn uống buổi sáng, người ta đi làm bận rộn, người ta muốn uống buổi chiều gì đó cũng kệ, không sao hết. Rồi cái chuyện này rất là quan trọng luôn, là những cái người, nhất là nếu mà đã lớn tuổi rồi á, thì thường là không có một bệnh đâu mà có nhiều bệnh lắm, cho nên là người ta có bao nhiêu bệnh, người ta cần, người ta đang xài bao nhiêu thuốc thì phải đem hết cho bác sĩ coi. Và cái chuyện này là thường chúng ta phải tư vấn, và chúng ta phải dành một buổi cho bệnh nhân về gom hết toa thuốc đưa cho mình coi nữa, để mình coi cái nào nó tương tác để mình chọn thuốc, hoặc là tạm thời phải thay đổi thuốc như thế nào. Và cái chuyện này cũng vô cùng quan trọng luôn, tại vì thuốc đã tốn tiền, thuốc nó mắc tiền rồi mà uống lạng quạng mà nó tương tác nó mất hiệu quả thì thật là uổng, thật là tội nghiệp cho bệnh nhân mình lắm. Cho nên là phải nhớ, mà đừng có nghe lời khai của bệnh nhân mình, thật sự như vậy, đừng có nghe lời khai người ta cũng biết thuốc men gì đâu. Ít nhất phải đưa cho mình một cái toa đàng hoàng, hoặc là ít nhất là xách một bịch thuốc của người ta đang uống ở nhà cầm tới cho mình coi, ở hàng ngày tôi uống thuốc dày dày để mình coi là nó có nhắm tương tác thuốc hay không. Và để xem tương tác thuốc hay không thì tới phần sau mình sẽ trình bày cho quý đồng nghiệp cái kỹ năng, là nếu quý đồng nghiệp nào chưa quen thì mình sẽ biết cách là mình ra làm sao để mà biết cái chuyện tương tác thuốc, vô cùng quan trọng luôn nha. Hai cái chuyện quan trọng nhất là phải chuẩn bị đủ tiền nè, chuyện thứ hai là có bao nhiêu bệnh khai ra dùm nha, để về tôi còn đọc sách nữa chứ, để về tôi còn đọc sách tôi chọn thuốc mang cho quý vị nữa, phải khai ra hết. Rồi chuyện nữa là cái chuyện tránh thai, tại vì cái thuốc DAA này là hiện giờ là chưa có được sử dụng trong thai kỳ ha, cần phải tránh thai trong suốt thời gian điều trị. Và nếu mà cái sử dụng cái ribavirin á, ribavirin nó thì chẳng những là trong thời gian điều trị mà còn 6 tháng sau khi điều trị, nó cũng có ảnh hưởng tới những cái tế bào hoặc là trứng và cả tinh trùng. À, cái chuyện đối với người nam là cũng rất là đặc biệt luôn, tức là nếu xài ribavirin thì người nam không được để cho để cho người 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 vợ, người bạn tình của mình là có thai, và sau khi ngưng thuốc 6 tháng cũng không được để có thai luôn, tại vì cái ribavirin là ảnh hưởng rất là ghê tới những cái tế bào non, tế bào trứng non, những tế bào sinh sản đó. Rồi và một chuyện nữa là bỏ tiền ra điều trị nhưng mà phải biết là cái bệnh này nó lây như thế nào, để sau đó đừng có những cái hành vi nguy cơ, tại vì tốn tiền điều trị cũng có thể là mười mấy, 20 mấy triệu đồng đó, nhưng mà sớm xét thì lại bị lây trở lại, là đợt công tiền đổ sông đổ biển, lại phải uống thuốc trở lại. Cho nên mình phải giải thích, nhớ ăn ti HCV nó không hề có ý nghĩa bảo vệ, nó có để chơi vậy thôi, nó không bảo vệ, và cho tới bây giờ không hề có thuốc chích ngừa luôn, cho nên tự mình phải giữ thân thôi, tức là gấp được con sâu ra rồi thì ráng giữ, đừng để con sâu nó lại bám trở lại ha. Và như chính vì vậy cho nhiệm vụ của chúng ta là vừa giải thích cho bệnh nhân, nhưng mà chúng ta phải phải lưu ý tầm soát luôn, tức là phát hiện người này viêm gan CBC thì cái người vợ người chồng là trên danh chính ngôn thuận là chắc chắn là hai người là sẽ chung sống với nhau, thì chắc chắn là mình phải yêu cầu người kia đi kiểm tra ha. Còn những người mà không danh chính ngôn thuận đó thì tùy họ thôi, tức là những bạn tình đâu đó đó thì cũng phải giải thích cho người ta luôn đó, chứ nếu không thì là chúng ta điều trị uổng công thôi, tại vì điều trị xong có hành vi nguy cơ thì lại tái nhiễm trở lại, cho nên phải điều trị cả một cặp luôn. Rồi và những người nếu chẳng may gặp mình đã thành một cái quả quả táo cũng hơi bị nhiều, cái gan là một cái quả táo nát, thì mình hứa là mình chỉ gấp được con sâu thôi chứ mình không chữa được cái quả táo nát đâu, cho nên sau đó thì vẫn phải tiếp tục ha. Nếu người ta đã xơ gan mất bù thì người ta vẫn có thể nguy cơ bị cái biến cố của xơ gan mất bù, nhiễm trùng bán, xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, ung thư, tất cả mọi thứ ha, là nếu đã dục muộn rồi. Nhưng mà đương nhiên có còn hơn không, gấp con sâu ra bớt đi chứ còn hơn để nó cứ chui trong đó nó đục khoét hoài thì còn tệ hơn nữa, đúng không ạ? À, cho nên thấy tệ thì vẫn phải chữa, nhưng mà phải báo trước để cho người ta đừng có nghĩ là cuộc đời là gấp con sâu ra là xong ha, là đơn giản. Và còn một chuyện nữa là để cho người ta đỡ đỡ lên ruột than phiền mình á, là điều trị xong mà thử hoài ăn ti HCV nó còn dương hoài, cứ đi làm xét nghiệm kiểm tra sức khỏe thấy ăn ti HCV dương thì chuyện đó là chuyện
không có gì đáng ngạc nhiên nha, và mình sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân là cái gì cần kiểm nói cái chuyện sâu xa hơn. Nhưng mà tại vì á, cũng có những người á, họ đặt yêu cầu cho bác sĩ là bác sĩ chữa làm sao cho tôi thiệt là sạch, cái gì của tôi cũng ăn hết. Nhiều người có thể là do lý do nghề nghiệp hay cái gì đó, họ muốn họ có một cái giấy chứng nhận sức khỏe rất là đẹp, trong đó là anti HCV, thì xin bác sĩ không có hứa được chuyện này, chỉ điều trị con CVC thôi chứ không có điều trị làm sạch cái anti HCV để đẹp, làm đẹp cái giấy sức khỏe cho người này được. Rồi, như vậy thì trước khi mà điều trị thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái xét nghiệm gì? Thì chắc chắn bắt buộc rồi, chúng ta phải định lượng cái HCV-RNA. Thì cái HCV-RNA phải nhắc lại như vậy là tại vì đôi khi á, có những người họ cầm cái kết quả đâu đó khá là lâu rồi, 6 tháng, thậm chí năm trước tới gặp mình thì nó cũng anti-HCV dương và HCV-RNA dương đó. Nhưng mà thời gian nó qua lâu rồi biết đâu được. À, người này thần kỳ họ thấy trừ được rồi mình đánh gió sao ha, cho nên là phải làm lại bằng chứng. Nếu tới bác sĩ thì bác sĩ phải có bằng chứng là con CVC nó còn tồn tại và bác sĩ có nhiệm vụ sẽ xử con CVC này đây với cái số lượng là như thế này. Rồi còn nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm cho bệnh nhân á, như mình nói tại vì cái genotype mình 80% sẽ rơi vô một với sáu và cái tiền thuốc thì nó rẻ phân nửa, thì chúng ta nên xác định genotype thì sẽ tiết kiệm cho bệnh nhân có tốn có 1,5 triệu để làm định cái genotype thôi, nhưng chúng ta sẽ tiết kiệm một tháng được 4 triệu ha, và như vậy lợi được 12 triệu đó. Còn nếu mà dùng nhanh thì là băng genotype thì không cần qua cái bước genotype nữa. Rồi cái công thức máu thì cái tình trạng về về thuốc á, thì thật ra là ở những cái năm những khoảng năm 2016 17 thì cái tình trạng thuốc, nhưng mà theo mình biết thì bây giờ hầu như là cái băng genotype á là nó phủ hết, cái thuốc băng siêu tiếp phủ hết rồi, chứ kiếm cái loại thuốc rẻ thì bây giờ cũng hơi khó. Rồi chúng ta làm những cái tổng quát, ví dụ công thức máu xem có thiếu máu hay không ha, nhất là những trường hợp mà có thể xài tới ribavirin, phải coi tình trạng chức năng thận, đánh giá tình trạng chức năng thận có những cái bệnh chuyển hóa kèm theo hay không ha, đường lipid máu rồi có vấn đề gan nhiễm mỡ, tại vì con CVC thì nó hay có những cái bệnh lý đi kèm ở ngoài gan, đi đi kèm lắm về bệnh chuyển hóa nên chúng ta cũng lưu ý. Và xét nghiệm men gan thì cái này Bộ Y tế mình cho luôn nha, ASC là TRT đó. Rồi và xét nghiệm tình trạng chức năng gan thì tại sao cái ở đây thì nói luôn cái RT, thì tại như mình nói là con CVC nó hay gây liên quan tới những cái bệnh rối loạn chuyển hóa lắm, cho nên là cái RT đối với CVC thì mình cũng hay gặp những cái nó bất thường đó. Rồi tình trạng chức năng gan đầy đủ ha, bilirubin, albumin máu để chúng ta bỏ vô cái bảng chai, nếu chẳng may bệnh nhân đã là đánh giá sơ hóa nó ra F4 thì chúng ta có đủ thông tin để đánh giá coi là còn buồn hay buồn ha. Và luôn luôn trước khi điều trị thì phải tầm soát ung thư cái đã, và tầm soát gì nữa, tầm soát một anh bạn có thể đồng hành đó là siêu vi siêu vi B ha, và tầm đã gọi là tầm soát siêu vi B thì chúng ta sẽ làm bộ ba luôn nha, chúng ta sẽ làm bộ ba và tầm soát HIV. Những cái này là Bộ Y tế mình cho phép, và đương nhiên nếu là nữ thì chúng ta phải là thử thai ha, thử thai tại vì cái DAA này thì nó sẽ không có sử dụng được trong thai kỳ. Rồi quý đồng nghiệp sẽ tham khảo cái này, mình cắt dán nguyên văn luôn để quý đồng nghiệp yên tâm là những cái đánh dấu đúng, thực hiện đúng như cái này thì có văn bản đàng hoàng thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả. Nhưng mà riêng có một chỗ thì mình thấy là có vẻ là hơi hơi nhầm đó, tức là cái này lại đánh dấu là ghi chú là một ha, một có nghĩa là xét nghiệm khi sử dụng ribavirin, thì ra thì cái chức năng đông máu này nè đâu có phải sử dụng ribavirin mà mình kiểm tra ở cái tuần thứ tư, mà có thể là nó phải rơi vô cái ghi chú số 2 á, tức là khi mà có xơ gan á thì chúng ta mới đánh giá cái tình trạng chức năng gan thôi. Rồi bây giờ đã làm xét nghiệm xong rồi thì bây giờ chúng ta quyết định chọn thuốc như thế nào, thời gian điều trị bao lâu, trong điều trị theo dõi như thế nào, đánh giá hiệu quả như thế nào, và điều trị xong rồi có nói lời từ biệt được không? Thì đây mình cắt dán luôn nguyên văn của bộ của cái phác đồ của Bộ Y tế áp dụng cho một cái người trưởng thành là tính từ 18 tuổi trở lên nha, hoặc là chưa xơ gan, hoặc nếu xơ gan thì nó vẫn còn buồn. Ở đây mình không nói điều điều trị thất bại, tại vì thất bại thì nó vô cái đặc biệt rồi nha, cái này là điều trị lần đầu hết á. Thì chúng ta nhìn vô ở đây liệt kê ra cho mình tới năm thứ ha, năm thứ thuốc, nhưng mà hai loại dưới này là chúng ta không có rồi. Cái loại dalasavir thì thật ra nó cũng không phải là phủ mạnh cho cái những cái genotype kiểu 3 đâu, thì nó thôi chúng ta nhìn hai hai anh này thôi, mà hai anh này nó cũng tiện nữa là sofvel và soplep, tại nó vì nó trong một cái viên thuốc thôi, nó trong một cái viên thuốc. Thì
hai cái loại software thì có thể điều trị cho tất cả có 6 cái kiểu genotype thì nó điều trị được cho tất cả luôn. Thành ra nếu làm cái chọn cái này quyết định thì chúng ta không cần định genotype. Nhưng nếu quý đồng nghiệp đã được một cái bước định genotype thì 80% chúng ta sẽ bắt gặp là gì, hoặc rơi vô một hoặc là rơi vô kiểu genotype 6 thì chúng ta sẽ chọn cái show flat. Thì cái này nếu mà trước đây thì trên thị trường nó có khá nhiều và nó rẻ được phân nửa so với là trên kia đó. Và khi mà quý đồng nghiệp chọn thuốc điều trị thì mình thấy rất là đơn giản không, uống mỗi ngày một viên thuốc thôi, mỗi ngày một viên thuốc. Và thành công thì nó trên 95, thậm chí là 99% ha, cuộc đời vô cùng đơn giản. Còn nếu chậm một bước, khi mà người ta đã rơi vô tình trạng xơ gan mất bù rồi, thì trước hết trong cái danh sách thuốc thì quý đồng nghiệp thấy là nó bay mất hai cái đám rề bia, tại vì rề bia là chống chỉ định khi xơ gan mất bù ha. Cái nhóm Dala, Tapvia thì như mình nói thì thôi cũng không quan tâm lắm, tại vì nó không không có tốt cho cái genotype 3. Thì bây giờ mình để ý Sofvel và Soflet. Nếu mà chúng ta dùng đơn thuần Sofvel hay Soflet thì chúng ta phải kéo dài thành 24 tuần, tức là một viên thuốc đó chúng ta phải kéo dài trong vòng 20 24 tuần. 24 tuần. Còn nếu mà chúng ta muốn giữ là 12 tuần thì chúng ta phải phối hợp thêm một cái thuốc là ribavirin ha, ribavirin. Thì cái khó nó nằm ở chỗ cái ribavirin, bởi vì chúng ta ribavirin thì nó rất là nhiều những cái chống chỉ định, đặc biệt là gì, là thiếu máu. Và chúng ta biết khi mà bệnh nhân đã xơ gan mất bù hầu hết là bệnh nhân mình là có thiếu máu rồi. Thì cái thực tế mình chia sẻ cho quý đồng nghiệp, tại vì á, cái chuyện bỏ ribavirin để giảm được phân nửa này nó lợi hại ở chỗ gì, nó tiết kiệm tiền á, tại vì cái thuốc này rất là mắc nha. Thuốc này một tháng là coi như 7 triệu đi, 7 triệu một lọ, mà quý vị tiết kiệm cho người ta được 3 lọ là 20 mấy triệu của người ta rồi nha. Mà ribavirin thì nó rẻ lắm, chỉ vài trăm ngàn thôi. Cho nên thì thật ra nếu xơ gan mất bù mà chưa thiếu máu thì chúng ta nên bỏ cái ribavirin vô. Và đương nhiên nhớ là gì, là tránh thai đó, tránh thai trong thời gian điều trị và 6 tháng sau khi điều trị, và người nam cũng phải như vậy luôn, không cho để vợ có bầu rồi. Nhưng mà trong thực tế thì quý đồng nghiệp phải nhìn kỹ cái hemoglobin. Thì nếu mà mình xin chia sẻ là nếu mà đồng nghiệp thấy khởi đầu á mà hemoglobin nó được khoảng từ 10 đổ lên, mà lý tưởng nữa là trên 11 á, thì quý đồng nghiệp có thể xài mà không lo lắm, tại vì mình cũng chỉ xài có 12 tuần thôi, là 3 tháng thôi. Thì đương nhiên là phải theo dõi sát mỗi tháng. Nhưng mà nếu mà quý đồng nghiệp đã thấy nó xuống khoảng từ 10 đến 11 thì cũng năm ăn năm thua, phải cẩn thận. Nhưng mà nó đã dưới 10 rồi á, tức là nó 9 chấm mấy, hemoglobin nó khoảng 9 chấm mấy, thì xin thưa là hầu như là quý đồng nghiệp sẽ thất bại, bởi vì chừng 4 tuần là nó sẽ rớt xuống dưới 9 chấm, thậm chí là gì, rớt dưới 8.5 là nó rơi vô chống chỉ định luôn. Và như vậy nếu từ đầu chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân là chuẩn bị tiền cho 6 lọ thuốc, mỗi lọ là 4 tuần, 6 lọ là 24 tuần, chứ đừng bảo người ta chuẩn bị tiền có 3 lọ là 12 tuần thôi, bởi vì lỡ mà người ta thiếu máu nó rớt xuống chống chỉ định rồi thì lúc đó bắt buộc chúng ta phải bỏ ribavirin và chúng ta sử dụng 24 tuần. Mà nếu người ta không chuẩn bị sẵn thì lấy đâu ra tiền để người ta điều trị cho đủ cái liệu trình nha. Thành ra thường nếu đã xơ gan mất bù và quý đồng nghiệp tư vấn chuẩn bị tiền thì phải chuẩn bị tiền cho 24 tuần. Đó là cái chuyện hạn chế thứ nhất, tức là bỏ cái ribavirin cũng hồi hộp lắm ha. Và nếu dùng thì đó, ở đầu liều ở đầu là rất là thấp rồi tăng dần dần, thử xem người ta có dung nạp được hay không. Và một cái chuyện rất là đau lòng như mình nói là cái quả táo nát ha. Tới xơ gan mất bù giống như một quả táo nát, ta gấp con sâu ra nhưng mà quả táo nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Thì trong thực hành lâm sàng mình cũng đã chứng kiến nhiều cái gia đình là không có khá giả gì nhưng mà thương người thân quá, cũng ráng dành dụm 7 lần 6 là 42 ha, 7 lần 6 là 42 triệu đồng, lần lượt mua cho đủ 6 lọ thuốc để điều trị. Nhưng mà tới cái lọ thuốc cuối cùng khui ra rồi thì người nhà không có uống được hết cái lọ đó, bởi vì đã ra đi vì một cái biến cố. Thì thường gặp hai cái biến cố mà hay đưa người ta ra đi là nhiễm trùng bán, mà nó gặp những cái trường hợp mà nó vi trùng nó không không đáp ứng với kháng sinh, hoặc là phát hiện trễ quá nó vô tình trạng nhiễm trùng nặng, nó vô sốc nhiễm trùng, nó suy đa tạng là cũng hết cứu. Hoặc là những cái trường hợp mà đột ngột vỡ giãn tĩnh mạch thực quản ào ạt quá, cứu không kịp luôn đó. Thành ra là người ta điều trị tốn tiền như vậy rồi nhưng mà người ta có vẫn thể ra đi bất cứ lúc nào, trong cái lúc người ta đang điều trị chưa uống hết 6 lọ thuốc, hoặc là gì, vừa uống hết 6 lọ thuốc xong đùng một cái ọc ọc ra máu rồi có
thể cứu không có kịp. Và chính vì vậy nếu mà quý đồng nghiệp mà điều trị những cái bệnh nhân này thì coi chừng hay bị đổ thừa lắm đó, tại vì cái chuyện biến cố nó xảy ra bất cứ lúc nào, cho nên người ta khuyên là nên nên điều trị ở tuyến tỉnh, tuyến trung ương với bác sĩ chuyên khoa đi, để có gì có hậu phương là một cái bệnh viện đó để hỗ trợ, và đương nhiên tới tuyến chuyên khoa rồi thì người ta cũng đỡ đổ thừa ha, chứ mình mà mấy cái tuyến đầu là hay bị đổ thừa lắm. Và cái chuyện đó là không cứ gì chuyện của Việt Nam mình ha, này hiệp hội gan mật ở châu Âu họ cũng nói như vậy luôn, thậm chí là họ nói là trong cái quá trình điều trị mà đôi khi là phải ngưng điều trị luôn nếu có bằng chứng mà cái tình trạng mất bù nó xấu đi á, còn nếu điều trị là cũng phải lên những cái trung tâm mà có kinh nghiệm, trung tâm lớn, và thậm chí là những cái chỗ mà tiếp cận ghép gan luôn, chứ mình có lơ mơ được với những trường hợp nó đã mất bù rồi. Đây còn đây là nguyên văn của Bộ Y tế mình thì cũng là những cái ý tương tự vậy, quý đồng nghiệp tham khảo ha. Rồi bây giờ cụ thể là ở Việt Nam mình thì có cái gì mình cho liều lượng cụ thể luôn, tên thương mại luôn, để cho cái này không phải quảng cáo thuốc nhưng mà nhiều đồng nghiệp hay hỏi mình, tại vì cũng đặt bút xuống ghi ta thì không biết là thuốc gì thì đại khái, nhưng mà đương nhiên không bắt buộc nha, cái này nó chỉ là thương hiệu thôi, còn chủ yếu là mình ghi ta thì mình ghi cái tên gốc, nhưng mà nó đã từng có những cái thương hiệu, đã từng những cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở Việt Nam đại khái như thế này. Thì giống như cái phức hợp này thì chúng ta có cái ngày xưa đó là cũng rất nổi tiếng những cái thương hiệu như thế này, và nhớ là nó không chuyện no đói không quan trọng nha, còn trừ thức ăn không quan trọng rồi đó. Còn cái thương hiệu cái loại thuốc này thì nó có những cái thương hiệu mà đã từng rất là nổi tiếng, và nhất là cái Epclusa là coi như là thương hiệu nổi tiếng của hãng Gilead, và ngày mà nó phát minh ra thì nghe nói là 1.000 đô la một viên thuốc, 1.000 đô la một viên thuốc, ghê gớm tới mức vậy đó. Rồi và còn lại thì Sofort, Muvir với Dalacortin là dạng viên rời, và quý vị đồng nghiệp nhớ cái hàm lượng của nó thì để mình ráp vô cái công thức để mình điều trị thôi, mà thực tế thì chúng ta chỉ xài cái loại 1 và 2 là nhiều, chứ ít khi nào đụng tới cái loại phối hợp ở dưới lắm. Rồi ở đây thì Bộ Y tế mình cũng liệt kê ha, rất là sang, là đầy đủ hết các thứ, thực tế mình chả có nhưng mà cũng liệt kê cho nó đầy đủ bằng chị bằng anh vậy đó, tất cả các dạng viên liệt kê ra cho quý đồng khảo ha. Rồi bây giờ mình sẽ theo dõi trong quá trình điều trị và sau khi điều trị như thế nào. Thì bây giờ đầu tiên 4 tuần đầu một lọ nó có đúng 28 viên thôi, tức là uống hết cái lọ đầu tiên. Uống hết lọ đầu tiên thì sẽ làm gì? Bắt buộc phải ngó lại cái men gan, cái chuyện này quan trọng lắm. Lý do tại sao tí mình nói bắt buộc phải ngó lại men gan, mà men gan thì rất là rẻ, có mấy chục ngàn thôi. Và chuyện thứ hai, quý đồng nghiệp mình nhớ là không có được định lượng CVC. Tại vì nếu mà đồng nghiệp nào còn bị vương vấn bởi cái phác đồ của Bộ Y tế mình 2016 á, thì có định lượng CVC ở 4 tuần nha. Cái phác đồ CVC 2016, cái phác đồ cũ thì có định lượng CVC ở 4 tuần. Lý do là người ta lúc đó người ta mới bắt đầu sử dụng, người ta cũng còn lăn tăn, không biết là có khi nào thất bại không. Nó thành ra 4 tuần định lượng. Nếu 4 tuần định lượng mà thấy còn dương thì 8 tuần định lượng lại coi nó diễn tiến sao, coi có ngừng thuốc hay không. Nhưng mà tới cái quá trình người ta sử dụng một thời gian, người ta thấy cái thuốc này nó tuyệt vời vô cùng, không có cái chuyện mà thất bại mà phải ngừng thuốc. Tức là uống là chắc chắn 4 tuần mà nó còn tòm tèm không hết thì 8 tuần nó cũng sạch, không có cái chuyện mà thất bại nửa chừng, vậy làm định lượng chi cho tốn tiền, cho nên bỏ luôn nha, bỏ luôn, không có cần định lượng, chắc chắn uống thuốc là sẽ hết siêu vi, cái chuyện đó là chắc chắn, trong thời gian uống thuốc chắc chắn là sẽ hết siêu vi, 4 tuần không hết thì 8 tuần cũng hết hoặc 12 tuần cũng hết thôi, cho nên thôi khỏi tiền chi. Rồi nhưng mà nếu mà người ta có cái bệnh kèm theo không chỉ là viêm gan đơn thuần mà đã rơi vô những cái tình trạng xơ gan mất bù, tức là đã có suy chức năng thận hoặc xin lỗi, có suy chức năng gan hoặc có bệnh lý thận, thì quý đồng nghiệp phải luôn luôn kiểm tra sát ha những cái biến cố, tức là coi coi công thức máu có đột ngột, hemoglobin nó có tụt xuống hay không, tình trạng thận như thế nào ha, và cái tình trạng chức năng gan nó có diễn tiến xấu đi hay không đó. Và cái men gan tại sao bắt buộc phải làm, bởi vì nếu mà uống cái loại đầu tiên mà mình thấy men gan đột ngột nó tăng lên hơn 10 lần so với lúc trước khi điều trị, hoặc là nó tăng không có hơn hơn 10 lần nhưng mà bệnh nhân có vàng da nên có mệt có ói gì luôn, thì mình phải ngưng trị ngay, mình phải ngưng trị ngay, tức là người ta lý giải là cơ thể nó có một cái mẫn cảm bất thường gì với thuốc thì phải ngưng trị ngay. Còn những cái trường hợp mà nếu ở ở 4 tuần quý đồng nghiệp làm thấy men gan nó tăng không có hơn 10 lần, 10 lần đã ngưng rồi hoặc có triệu chứng đã ngưng rồi, nó tăng dưới 10, dưới 10 lần, tức là tăng khoảng 5 6 7 lần gì đó thôi và bệnh nhân không có triệu chứng gì hết thì cũng có thể dùng tiếp được, mà phải theo dõi mỗi 2 tuần. Và nếu mà 2 tuần sau là 6 tuần hoặc là 2 tuần nữa là 8 tuần mà men gan nó vẫn cứ tăng thì lúc đó cũng phải ngưng trị. Thì trong thực tế là mình trong thực tế đặc biệt thì bản thân mình chưa từng gặp cái trường hợp nào mà nó tăng phải ngưng trị như thế này cả. Nhưng mà trong nghe đâu là cũng có đồng nghiệp mình đã gặp đó.
thì cái người mà tăng nhiều nhiều như vậy đó vẫn còn có một nghi vấn là không biết có phải bị viêm gan do thuốc không, tại vì như có linh tinh dùng thuốc thảo dược, thuốc gia truyền gì đó ra là thì chia sẻ với đồng nghiệp thôi. Cho nên nhớ là đã dùng thuốc này dù là nó an toàn, nó đủ thứ được ấy, nhưng mà nhớ là đừng quên cái men gan ở 4 tuần. Nếu mà men gan tăng là phải coi chừng, đi tìm coi nguyên nhân tại sao nha. Và có phải nó rơi vô cái mà nghi ngờ phản ứng do thuốc, phải ngưng thuốc hay không. Thì cái khuyến cáo này Bộ Y tế mình cũng đã nói rất là rõ, mình cắt dán đây luôn cho quý đồng nghiệp biết ha. Rồi bây giờ tiếp tục uống hết hai lọ là 8 tuần. Thì nếu mà sơ gan mất bù là phải kiểm tra lại đầy đủ như mình nói đó, coi có thiếu máu không, tình trạng thận, tình trạng chức năng gan diễn tiến thế nào, hoặc là bệnh nhân có bệnh gan khác phối hợp làm tăng men gan, ví dụ là có viêm gan nhiễm mỡ chẳng hạn, vậy men gan nó tăng quá thì cũng có thể là mình sẽ theo dõi tiếp cái men gan, đó là kiểm tra men gan. Còn nếu mà một người mà không có bị sơ gan hoặc là sơ gan nhẹ, sơ gan còn bù và không có bệnh lý gì kèm theo thì 8 tuần là nghỉ xả hơi, không cần làm xét nghiệm gì hết luôn. Rồi tới 12 tuần là uống hết cái lọ, hết lọ thứ ba, là đa phần là thường là uống uống 3 lọ 12 tuần á. Nếu mà không xơ gan hay xơ gan còn bù với đồng nghiệp nhớ ha. Thì nếu như vậy là nếu mà dùng ribavirin, tức là phối hợp ribavirin thì vẫn phải coi lại công thức máu creatinine, xét nghiệm lại men gan. Và ở thời điểm này là đã qua 3 tháng rồi, cho nên nếu mà người ta từ F3 trở lên thì phải tầm soát ung thư. Và nhớ là ở thời điểm này vừa kết thúc hết liệu trình cũng không có định lượng CBC. Còn nếu những người mà phải không phối hợp được ribavirin, xơ gan mất bù phải uống tiếp tới 24 tuần, thì cứ mỗi 4 tuần quý đồng nghiệp lại phải tiếp tục theo dõi công thức máu, tình trạng thận, men gan, rồi có thể chức năng gan albumin gì đó ha. Và nhớ là tới thêm thêm 12 tuần nữa là 3 tháng nữa là tuần 24 là uống hết tới cái lọ thứ 6, thì lúc đó lại lại phải tầm soát ung thư, tại 3 tháng là phải tầm soát ung thư rồi, xơ gan rồi. Và cũng nhớ là không định lượng CBC luôn, nhớ ha, 4 tuần cũng không định lượng, 12 tuần cũng không định lượng, và thậm chí uống tới 24 tuần cũng không định lượng, thì nó khác với phác đồ 16. 2016 là 24 tuần là cho định lượng lần nữa nha quý đồng, đó chúng ta phải phân biệt vậy. Rồi bây giờ mới quan trọng là sau khi đã điều trị xong hết rồi ha, và đã ngưng thuốc 12 tuần rồi đó, thì chúng ta cái chuyện mà không phải là bắt buộc ai cũng 12 tuần mới quay trở lại nha. Nếu những trường hợp mà xơ gan mất bù nặng thì thậm chí quý đồng nghiệp vẫn phải theo dõi người ta mỗi 4 tuần đó. Nhớ đây mình nói chung là vấn về một cái liệu trình điều trị đó, ví dụ những người viêm gan chưa xơ gan hoặc là xơ gan nhẹ, xơ gan còn bù đó, thì cái thời điểm mà 12 tuần quay lại cũng được, thì chúng ta sẽ làm một cái bộ đầy đủ. Và ở thời điểm này chúng ta mới làm cái định lượng, tức là sau khi đã ngưng thuốc rồi chúng ta mới mới làm cái định lượng siêu vi lại, tức là chúng ta làm đầu tiên một lần thôi để chuẩn bị điều trị và uống một mạch xong ngưng thuốc 12 tuần rồi mới làm lại cái lần thứ hai. Và giai đoạn này thì đó đưa trước đó thì có thể là người ta bị sơ hóa F2 F gì đó, thì chúng ta sẽ đánh giá sơ hóa lại, và giai đoạn này thì chúng ta phải phải tầm soát ung thư đúng không? 6 tháng rồi điều trị 12 tuần, ngưng trị 12 tuần thì ai cũng đủ thời hạn 6 tháng là giai đoạn phải tầm soát ung thư bằng AFP dưới siêu âm bụng. Và ở thời điểm này nếu đồng nghiệp thấy là cái định lượng siêu vi C dưới 15 EU thì coi như là đạt đáp ứng siêu vi bền vững, mình hay gọi là SVM 12 đó, và ngưng trị ha, là coi như là khỏi bệnh. Đây là cái tiêu chuẩn khỏi bệnh. Ngày xưa còn đợi tới đáp ứng 24 tuần nữa, nhưng mà sau này người ta thấy là nó thuốc này nó tốt quá rồi, 12 tuần là đã đủ, mà đợi tới 24 tuần hay bị gì, coi chừng nó tái nhiễm đó, những cái người lộn xộn nó không có kiêng cữ được, ráng giữ mình lắm là ngưng trị được trong thời gian 12 tuần điều trị và giữ mình được 12 tuần sau khi ngưng trị, còn xa hơn nữa nhiều khi lại lộn xộn lại tái nhiễm ha, và người ta quyết định là lấy cái mốc 12 tuần là đủ đó. Thì cái mốc điều trị này thì đây quý đồng nghiệp có thể tham khảo ở hiệp hội gan mật châu Âu ha, thì họ cũng lấy cái mốc như vậy. Ở đây thì họ nói thêm cái tiêu chuẩn là đáp ứng 24 tuần, và thậm chí họ còn sử dụng cái HCV core antigen luôn á, để nếu mà ban đầu là mình điều trị dựa vô cái này dương tính thì cũng có thể dựa vô cái này âm tính để kết luận thành công. Rồi bây giờ sau khi ngưng điều trị rồi đã biết là đã thành công, sau khi ngưng điều trị 12 tuần là mình hẹn gặp một lần để nói là thành công hay thất bại ở cái SVE 12. Nhưng mà nói lời chia tay được chưa ha, thì ở đây người ta nói là đối với những cái bệnh nhân chưa xơ gan á thì có thể theo dõi sức khỏe định kỳ như người bình thường nha, theo dõi sức khỏe định kỳ như người bình thường. Nhưng chúng ta nhớ lại cái khuyến cáo về tầm soát ung thư của cái phác đồ mà về ung thư gan của Bộ Y tế mình thì nói là gì, viêm gan siêu vi C mạn mà cho dù đã ngưng trị thì vẫn là cái nhóm nguy cơ
vẫn là nhóm nguy cơ cao, là vẫn phải tầm soát từ 6 tháng. Còn đương nhiên cái đám mà nguy cơ rất cao là sơ hóa hoặc là sơ hóa F3, F4 hoặc sơ gan mất bù do BC thì chúng ta phải tiếp tục, nếu là sơ gan thì phải tiếp tục những cái biến chứng, đặc biệt là sơ gan mất bù thì sợ nhất là cái giãn tĩnh mạch thực quản, cái nhiễm trùng bán, đó là hai cái nguyên nhân mà hay đưa bệnh nhân đi về nơi xa một cách an uổng đó. Thì phải luôn luôn phải để ý theo dõi những cái chuyện đó. Và tầm soát ung thư thì chúng ta là phải mỗi mỗi 3 tháng nha, phải mỗi 3 tháng chứ không phải mỗi 6 tháng. Và có thể nghi ngờ thì có thể làm những cái xét nghiệm cao cấp hơn như PET-CT, AFP L3 khi cần luôn. Và một chuyện rất là quan trọng là đối với những người mà có nguy cơ tái nhiễm ha, quý đồng nghiệp sẽ thấy là những người mình qua tiếp xúc mình biết là họ có những cái hành vi nguy cơ rất là khó mà kiểm soát được đó, họ có nhiều cái hành vi nguy cơ thì phải lưu ý là dặn họ là họ có thể là gì sẽ bị tái nhiễm lại. Và nếu mà người ta có hành vi nguy cơ thì người ta phải cẩn thận quay trở lại gặp mình để kiểm tra, hoặc là gì mình theo dõi, có những người theo dõi mà thấy men gan tăng, trước đây dù đã điều trị khỏi nhưng mà có hành vi nguy cơ và men gan tăng thì phải kiểm tra lại siêu vi C. Đương nhiên có thể men gan tăng nguyên nhân khác, nhưng mà dù sao đã điều trị siêu vi C, dù đã thành công nhưng có cái hành vi nguy cơ ta thì người ta vẫn có thể bị tái nhiễm lại, và chúng ta phải kiểm tra lại siêu vi C nha. Và nhấn mạnh với quý đồng nghiệp là cái chuyện siêu vi C chữa thì dễ, nhưng mà bực mình cái vụ tái nhiễm lắm luôn ha. Mình đã gặp rất là nhiều bệnh nhân rồi, nhất là cái đám mà sồn sồn á, là giải thích rất là rõ nhưng mà là thời gian là thấy xuất hiện lại ha, mà genotype khác. Rồi đây là cái mình cắt dán cái điều quyết định cái phác đồ của Bộ Y tế, thì đó cũng là những cái dòng chuyện như lúc nãy mình đã trình bày, nhưng mà mình cắt dán ra để quý đồng nghiệp là nếu cần đối chiếu lại với bản chính với văn bản thì chúng ta có cái để đối chiếu ha, để mình tự tin. Rồi cũng nhắc lại luôn là cái chuyện tầm soát, soát là đã ngưng trị rồi, miễn là BC mạng đã ngưng trị thì vẫn là đối tượng chúng ta phải phải theo dõi. Và bây giờ mình coi thế giới ha, là Mỹ thì nói như thế nào. Mỹ nói một câu là đối với những trường hợp mà không chưa chưa có bị xơ gan thì, tức là nãy mình nói là F0 tới 2 đó, F3 mình coi là tiền xơ gan rồi, thì đối với Mỹ thì họ nói là y như là chưa bao giờ bị nhiễm ha. Việc theo dõi á, theo dõi như là chưa bao giờ bị nhiễm, như là còn ngây thơ trong trắng, chưa bao giờ bị nhiễm ha. Thì cái mức độ chứng cứ là 1B đó ha. Còn nếu mà đương nhiên là nếu mà xơ gan rồi thì họ vẫn khuyến cáo đó là theo dõi rất là kỹ, và đặc biệt là gì tầm soát cái chuyện là nội soi. Nội soi cái đường thực quản ở đường hô hấp, đường tiêu hóa trên đó, coi chừng cái giãn tĩnh mạch thực quản, thì cái đó là cái khuyến cáo nếu mà đã rơi vô cái tình trạng xơ gan mất bù. Thì ví dụ người thấy khổ cũng tốn tiền điều trị nhưng mà vẫn vẫn rất là mong manh, thì mình cũng đã từng chứng kiến nhiều bệnh nhân là vô cùng đau lòng á, tức là tới cái giai đoạn mà vàng da vàng mắt thôi chứ chưa chưa thấy bụng to, chưa thấy gì ghê gớm đâu, rồi lúc đó mới bắt đầu điều trị, nhưng mà dù là điều trị xong có CVC rồi là sau đó vẫn tiếp tục những cái biến cố, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, ói ra máu, rồi là xuất hiện dịch bán, rồi là ung thư, đủ thứ chuyện nó đi. Mà sau khi đã tốn gần gọi là 40-50 triệu để mà cấp cái con CV ra rồi thì vẫn tiếp tục lê mê những cái hậu quả. Thì bây giờ mình xin minh họa những cái tình huống lâm sàng để chúng ta củng cố lại những cái kiến thức mà nãy giờ chúng ta đã chia sẻ nha. Bây giờ cái tình huống lâm sàng thứ nhất, đây là một cái người công nhân nam 36 tuổi, 36 tuổi mới kết hôn ha, cũng hơi trẻ trẻ một tí. Rồi đi kiểm tra, sống vui vẻ bình thường, không triệu chứng gì hết, kiểm tra sức khỏe thì phát hiện là có siêu vi C, và kiểm tra thì có kiểm tra luôn cả siêu vi B và HIV. Thì cái anh chàng này có thể là kiểm tra giống như là chuẩn bị làm bố đó, ha, kiểm tra kỹ một loạt những cái bệnh nhiễm. Rồi vì có anti HCV dương cho nên là được gửi đi khám chuyên khoa gan, tất cả những cái xét nghiệm như sau. Ở đây thì chúng ta thấy là rõ ràng là gì, anti HCV dương và có siêu vi C mà cũng khá là cao ha, tới 10 mũ 6. Rõ ràng là có phản ứng viêm gan. Nhưng mà những cái chỉ số về tình trạng chức năng gan thì là bình thường, độ xơ hóa thì nó cũng chỉ là mới là F01 thôi. Rất là nhẹ nhàng, những cái xét nghiệm thường quy khác không có gì, tầm soát ung thư cũng không có gì. Như vậy thì chúng ta sẽ chẩn đoán cái trường hợp này như thế nào và chúng ta sẽ xử trí như thế nào. Hỏi kỹ ra thì anh này là mới 36 tuổi rồi, cũng mới kết hôn và đang rất là mong được làm bố đó. Và hiện giờ thì mới kết hôn coi như sập tiền rồi, lo đám cưới xong sập tiền rồi, hiện giờ cũng đang rất là khó khăn.
đang cũng chưa có sẵn sàng khi mà chúng ta tư vấn một lọ thuốc 7-8 triệu mà phải xài liên tiếp ba lọ thì bệnh nhân này cũng chưa sẵn sàng. Thì như vậy thì chúng ta sẽ chẩn đoán như thế nào? Đây là một cái ca này là viêm gan siêu vi C cấp hay là viêm gan siêu vi C mạn? Mình không thể khẳng định được là tại vì anh này không có biết là nhiễm từ lúc nào. Ha. Cho nên là thôi, bây giờ mình không có bằng chứng chắc chắn 6 tháng thì mình vẫn có quyền gọi người ta cấp. Vẫn có quyền gọi người ta cấp. Nhưng mà dù là gọi người ta cấp nhưng mà quý đồng nghiệp thấy là anh này đủ tiêu chuẩn để sử dụng cái phác đồ gì điều trị mạn rồi, tại anti HCV dương tính, RNA HCV dương tính là điều trị mạn được rồi, nhưng mà tại anh này chưa có tiền chữa, chưa có tiền chữa cho nên mình không chữa, mà nếu mình không chữa thì mình phải chẩn đoán người ta là cấp đúng không, mạn thì đã phải chữa rồi ha. Thì nói chung là cách mà chúng ta ghi chẩn đoán làm sao cho nó hợp lý với cái cách xử trí của mình thôi, vì hoàn cảnh người ta chưa chữa, mà chưa chữa thì chúng ta sẽ nói là cấp. Cấp thì hy vọng có thể chỉ điều trị triệu chứng thôi ha, thì tạm thời điều trị triệu chứng và theo dõi, đương nhiên là chuẩn bị bỏ heo bỏ ống gì đó. Tại vì sao mình biết rồi, 80% khả năng là chắc là phải bỏ tiền ra chữa rồi, cái khả năng thành công khoảng 20 20% thôi. Và chuyện gì nữa à, anh này đang mong có con thì rõ ràng là đã là người người mang mầm bệnh rồi đúng không, phải quan hệ an toàn với bà xã chứ làm sao mà có con được. Và đương nhiên cũng phải kiểm tra cho cô đó có dính con gì không, thì căn bản dân xứ mình là gì, là B và C. Nếu người ta không những cái đối tượng nguy cơ thì thôi mình đừng nói tới cái chuyện HIV ha. Nhưng mà anh này thì cũng đã test HIV rồi đó, thì cũng có. Là cô vợ thì chỉ cần kiểm tra B và C, và đối với B thì chúng ta nhớ bộ ba tầm soát ha, bộ ba tầm soát. Còn siêu vi C thì chúng ta tầm soát bằng anti HCV mà thôi, bởi vì người này là người đang đang bình thường ha, không có triệu chứng gì hết. À, mình nhắc lại quý đồng nghiệp nha, tức là cái anti HCV mình vẫn nhắc là để tầm soát bệnh mãn tính, và thường bệnh mãn tính là người ta thường không có triệu chứng. Còn nhớ những cái trường hợp mà vàng da vàng mắt men gan tăng á thì nó hay rơi vô bệnh cấp tính, thì nếu bệnh cấp tính mà anti HCV mà âm mà quý vị loại trừ lại nó hơi bị thiếu sót á, mình phải phân biệt vậy. Còn nếu không có triệu chứng gì thì xếp vô cái nhóm mãn tính thì anti HCV nó có giá trị ha, có giá trị tầm soát. Rồi may mắn là cái cô vợ làm gì cũng âm hết. À, như vậy thì sao, đi phải đi chích ngừa, mặc dù anh này cũng không bị bệnh siêu vi B, nhưng mà dù sao phụ nữ mà nha, lỡ có bầu mà dính siêu vi B mệt lắm, cho nên khuyến khích là phải đi chích ngừa siêu vi B đi, và phải tiếp tục quan hệ an toàn chứ chưa có em bé lúc này được. Thì anh này dành dụm được 3 tháng, anh này dành dụm được 3 tháng thì đã đủ kinh phí điều trị và quay trở lại và muốn điều trị sớm, vì anh này đã có ý định muốn điều trị sớm á. Và mình cũng tại vì điều trị triệu chứng thì men gan nó xuống cũng rất là tốt, cho nên tới cái thời điểm mà tái khám 3 tháng thì đã cho ngưng cái silymarin rồi, bởi vì men gan nó đã xuống rồi. Vì bệnh anh này muốn điều trị thì mình phải sao, mình phải kiểm tra lại CBC chứ nha quý đồng nghiệp, đừng đừng có phang vô điều trị liền cho anh ta, mặc dù trước đó cách đó 3 tháng anh này đã có HCV RNA là 10 mũ 6, quý đồng nghiệp nhớ không? Nhưng mà đã 3 tháng trôi qua rồi, bây giờ anh này mới chữa thì mình vẫn cho người ta một cái hy vọng 20% là người ta tự xử được đúng không à? Cho nên là khi mà anh này nói đủ tiền chữa thì lại làm cái HCV RNA lại lần nữa nha, chứ không có đem chữa liền, thì kết quả là như thế này. Cái chuyện này là người thật việc thật đó, mình hay gặp mấy cái trường hợp này lắm đó mấy anh chị. Đây, kiểm lại men gan thì bình thường, nhưng mà chúng ta nhớ cái khuyến cáo của ông Mỹ là gì, coi chừng á, nó mới 3 tháng nè, nó có thể âm tạm thời thì sao đúng không, tụi mình nói người ta không bệnh rồi sau này người ta bệnh người ta oán mình sao ha. Mình lúc này mình đã có thể nói là chắc là viêm gan C cấp ha, nhưng mà phải thận trọng là theo dõi đi, rồi chúng ta sẽ kiểm tra lần nữa là thời điểm 6 tháng ha, cho hẹn một lần nữa đi, 3 tháng sau quay kiểm tra lần nữa thì 2 lần, và thời điểm sau là đã thời điểm 6 tháng thì chúng ta đều bắt gặp là dưới dưới ngưỡng, thì chúng ta có thể yên tâm anh này là viêm gan siêu vi C, vi C cấp hồi phục rồi, và như vậy thì anh này có thể có quan hệ bình thường ha, để có em bé rồi. Thì đây là cái trường hợp may mắn ha, đây là những cái trường hợp may mắn. Bây giờ chúng ta qua một cái tình huống lâm sàng thứ hai là một người nữ 40 tuổi, là doanh nhân ha, doanh nhân là nói chung là cũng có tiền bạc rủng rỉnh rồi đó. À, không có triệu chứng lâm sàng và đi kiểm tra sức khỏe thì mới phát hiện là có anti HCV dương và đã kiểm tra loại trừ B và HIV rồi. À, những cái xét nghiệm thường quy khác thì nó đường mỡ công thức máu đại thận thì đều bình thường hết, và vì cái anti HCV dương cho nên cô này được làm thêm cái xét nghiệm để khẳng định là đúng là HCV RNA cũng dương luôn, và cô này có cái hiện tượng là tăng men gan ha. Nhưng mà những cái chỉ số về chức năng gan, tầm soát ung thư cũng như độ sơ hóa thì tất cả đều bình thường hết ha. Và cô này thì hiện giờ cô này là đang sống với chồng, cô này có hai vợ chồng,
vẫn đang tiếp tục chung sống với chồng, và cô này thì dư dả và muốn điều trị càng sớm càng tốt, bởi vì có kế hoạch đi xuất cảnh cho nên muốn điều trị càng sớm càng tốt. Như vậy thì quý đồng nghiệp sẽ chẩn đoán đây là một cái trường hợp gì đủ tiêu chuẩn rồi, anti-HCV dương và có RNA-HCV dương, thì chúng ta có quyền nói C mạng cũng nhiều đó, mà anh kia kêu cấp cô này kêu mạng, bởi vì cô này có tiền đủ đỉnh để điều trị rồi, thì điều trị mình sử dụng phác đồ mạng thì mình gắn cái chữ mạng như không? Anh này là cô này là F01 và cô này chưa có xác định genotype, chưa kịp xác định genotype, nhưng mà tại cô muốn điều trị cho lẹ mà có tiền nữa ha, nên nó khỏi luôn, chọn thuốc xịn luôn ha, không xác định genotype luôn. Nhưng mà trước khi điều trị chúng ta nhớ một câu, 40 tuổi thì cũng là tuổi có thể có thai, phụ nữ thì phải làm test test thai cái, và chúng ta chọn cái loại băng genotype tức là Van Ba và Sofort để trị tất cả các genotype luôn ha, mỗi ngày cũng một viên trong 12 tuần. Chuyện gì nữa? Vậy đủ chưa xử trí, vậy đủ chưa với đồng nghiệp, còn chuyện gì nữa? Hãy nhắc nhở cái chuyện tuân thủ điều trị ha, tuân thủ điều trị. Cô này thì hỏi han thì không có bệnh gì, không có uống thuốc gì rồi, tuân thủ điều trị thôi, và lưu ý là vấn đề tránh lây nhiễm nha. Đó, và nếu mà hiện giờ thì không bệnh, không uống thuốc gì hết, nhưng mà lỡ mà có bệnh, có uống thuốc gì thì phải nhớ gặp bác sĩ hỏi một tiếng. Chuyện rất là đơn giản, quý đồng nghiệp hay hay có thể mình hay bị vướng là lúc mà mình hỏi đàng hoàng điều trị á, người ta đâu có bệnh gì đâu, không có bệnh gì để đem tới cho mình hết á, nhưng mà uống thuốc rồi á cái bị chuyện gì, ở chua ở nóng, đau đau cái vùng trên rốn, cái đi ra tiệm thuốc tây thế nào chắc chắn ha, thế nào cũng bán cho esomeprazole hay rabeprazole, tức là những cái thuốc ức chế BP giờ sẵn sàng lắm, tiệm thuốc tây nào cũng có, hoặc là bỏ cho mấy gói antacid, thì đó là những cái nó tương tác thuốc, mình sẽ nói sau. Thành ra ngay mình ngay từ đầu là mình phải nói là không uống thuốc gì hết ngoài những thuốc bác sĩ ghi toa, mà lỡ có bệnh gì uống thuốc gì thì nhớ ha, cho bác sĩ hay thậm chí số điện thoại alo luôn cho nó nhanh. Rồi bây giờ tránh lây nhiễm thì sao, có ông chồng bên phải không, có ông chồng một bên thì phải lôi ông chồng đi kiểm tra nha, chồng phải kiểm tra luôn CBC, sẵn kiểm tra luôn CBB luôn cho ông đi. Thì kết quả như thế này, ông này lại có cái anti-HCV dương ha, B thì có dính dáng, thì cô này cũng không có B, ông này lại có anti-HCV, và như vậy muốn biết có bệnh hay không làm tiếp luôn, làm tiếp luôn thì lòi ra HCV-RAG cũng dương, làm test HIV cho ổng thì không có, làm tất cả xét nghiệm rõ ràng ông này có hiện tượng viêm gan, may quá chức năng gan thì còn bình thường, nhưng ông này là sơ hóa F2 rồi đó, ông này là đã sơ hóa F2, tầm soát ung thư không có vấn đề gì. Thì như vậy là chúng ta sẽ điều trị cả đôi, tại vì chúng ta nếu không phát hiện ra ông này, chúng ta chỉ điều trị cho bà này rồi xong rồi là coi như lây qua lây lại rồi, không biết sao mà xử, là mình sẽ nói là thất bại điều trị kháng thuốc gì tùm lum, không chừng nó sẽ bị rối beng lên đúng không. Thành ra cái chuyện CVC là nó bị lây rất là dễ, thành ra chúng ta khi phát hiện một người lập tức hỏi hết những cái quan hệ đối tác đó, và đi kiểm tra đối tác liền ngay lập tức đó. Và chúng ta phát hiện ra như trường hợp này thì mới phải điều trị đồng thời ha, phải điều trị là đồng thời. Thì trong thực tế mình vẫn nhớ hoài có một bệnh nhân, tức là điều trị cho anh chàng này rồi và đã tham vấn là phải kiểm tra cho vợ, thì anh này tại vì không có dẫn cô vợ, tại vì ở tuốt ngoài Trung lẫn có mình anh này vô Sài Gòn khám thôi, thì nói cho bà vợ ở ngoài đó kiểm tra, thì anh này không cầm kết quả xét nghiệm cho mình coi, nhưng mà nói em kiểm tra cho vợ em rồi, vợ em không có, có mình em thôi, à, điều trị cho em xong rồi khoảng mấy năm sau thì lại alo cho bác sĩ nói em lại bị con CVC nữa ha. Đó, thật ra là thật sự là mình không biết là nếu anh này đã kiểm cho vợ rồi mà vợ không có rồi thì chắc chắn là lại có hành vi nguy cơ ha, hoặc là anh nói dối mình là cô vợ, cũng có thể cô vợ là chưa được điều trị. Cho nên là nhấn mạnh với đồng nghiệp, nói chung là mình không có muốn soi mói đời tư của người ta làm cái gì cả, nhưng mà mình điều trị thì mình phải bảo vệ, hiểu cho bệnh nhân là bảo vệ cái thành quả điều trị, bởi vì đâu phải dễ, tốn cũng hết bộn tiền ha, mười mấy hai mấy triệu của người ta. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục là theo dõi nha. Vậy là quyết định cả hai vợ chồng này đều phải điều trị hết, nhưng mà thôi nói chuyện bà vợ thôi để cho nó đỡ rối. Thì khi 4 tuần kiểm tra bà vợ thì men gan về bình thường. Và cái chuyện này xin chia sẻ với quý đồng nghiệp nha. Đặc điểm của con CVC á, nó đáp ứng điều trị á về cái gì chứ, về men gan là nó đẹp tuyệt vời. Mình đã chứng kiến rất là nhiều những cái bệnh nhân mà bị viêm gan CVC nhưng mà chưa có tiền chữa, trong cái giai đoạn mà mình nói còn bỏ heo bỏ ống á, họ chưa đủ tiền để họ chữa đâu, thì chỉ có cho uống silymarin để men gan cầm cự thôi, thì men gan họ không bao giờ mà kéo về bình thường được, tức là nó cứ một trăm mấy có khi nó vọt lên hai, mặc dù vẫn uống silymarin nhưng nó một trăm mấy có khi lên 200, tức là cũng cầm cự, nó không có quá bung lên nhiều nhưng mà nó cứ hay dao động. Có nhiều người bệnh nhân mình nhớ là suốt cái giai đoạn, mặc dù là
uống Silimari đều đặn, không có ngưng được tháng nào cho tới khi để dành đủ tiền để uống thuốc điều trị siêu vi C. Thì đó là hồi đó là xài cái shop led á, tại vì Gino tuyếp 6 đa phần Gino tuyếp 6 không, mình xài cái Sofos và Ladyfavir đó cho nó rẻ, không uống một viên Silymarin nào nha, chỉ uống một viên Ladyfavir là shop led thôi. Một tháng sau đẹp như vậy nè quý đồng nghiệp, tức là men gan nó xuống tuyệt vời luôn đó. Cho nên là nếu quý đồng nghiệp điều trị siêu vi C mà thấy men gan nó còn tăng thì phải đi tìm coi chắc là có chuyện gì khác đó. Chứ còn siêu vi C nếu mà đúng mà điều trị nó thì men gan nó xuống rất là đẹp, rất là nhanh luôn. Rồi cô này là 4 tuần mình kiểm tra gì đó yên tâm là không rơi vô cái triệu chứng mà phải ngưng thuốc đúng không, men gan nó đâu tăng lên nó giảm quá đẹp mà không phải ngưng thuốc gì cả. Điều trị 8 tuần thì cô này không có xơ gan, không có bệnh lý gì làm tăng men gan, không có biến cố gì cả, cho nên cho nghỉ xả hơi, không có làm xét nghiệm gì cả. Tới 12 tuần thì cũng xét nghiệm lại men gan và thôi rằng cái ung thư cái cho chắc ha, cho yên tâm. Tại vì là 12 tuần là mình kết thúc điều trị đó. Và sau khi ngưng trị 12 tuần thì những cái xét nghiệm vẫn đầy đủ, tất cả những xét nghiệm kiểm tra như trên thì vẫn ổn. Và lúc này làm cái định lượng siêu vi C thì cô này là điều siêu vi C dưới ngưỡng, tức là cô này đã đạt được cái đáp ứng siêu vi là bền vững đó ở 12 tuần và coi như cổ khỏi bệnh. Và nhớ trước khi nói lời chia tay thì phải nhớ gì, tư vấn tránh tái nhiễm nha. Đó, mỗi người có cái hành vi nguy cơ tự mình liệt kê ra thôi, và tự người ta biết người ta giữ thân thôi chứ mình cũng chẳng can thiệp nổi. Và chuyện thứ hai là gì, chiếu theo cái khuyến cáo là cô này vẫn là nguy cơ cao, viêm gan C mạn đã điều trị rồi, ngưng trị vẫn là nguy cơ cao, cho nên phải tầm soát HCC mỗi mỗi 6 tháng. Tóm lại thì trong cái phần siêu vi C hôm nay thì quý đồng nghiệp có những chuyện mình nên nhớ là siêu vi C là cái đứa mà nó diễn tiến mãn tính bất kỳ tuổi nào ha. Và bây giờ mình đã có trong tay một vũ khí rất tuyệt vời là DA, hiệu quả tuyệt vời ha, trên 95-99%, rất là ít tác dụng phụ. Rồi. Và cái chỉ định điều trị vô cùng rộng rãi, chỉ cần anti-HCV dương và HCVRNA dương thôi ha. Đó, và có bằng chứng như vậy, men gan bình thường chữa sơ hóa F01 cũng chữa luôn. Rồi, và chúng ta nên nhớ là phải giải thích cho bệnh nhân hiểu là cái chuyện điều trị nó có lợi cho người ta như thế nào ha. Cho cộng đồng thì ý nghĩa là gì, để ngăn ngừa lây lan nha, ngăn ngừa lây lan. Cái chuyện này mình nói cho nó cao cả to tát chứ nói với bệnh nhân thường không có thấy quan trọng đâu. Nhưng mà nếu nếu mà bệnh nhân thì mình nên nói là cái chuyện gì, đừng có để chần chừ xơ gan đúng không, giống như mình cứ nói cái quả táo sau ăn thì thôi, gấp con sâu ra sớm không thôi nó đục nát quả táo, là lúc đó gấp con sâu ra táo nó cũng nát rồi. Vậy thì người ta mới hình dung, người ta mới tích cực điều trị ha. Và đó những trường hợp mà nếu mà đã chậm trễ quá rồi thì dù là gấp sâu ra vẫn vẫn chết do những cái biến chứng rất là oan uổng. Và dù đã tốn tiền điều trị sạch sẽ như thế nhưng mà nếu có hành vi nguy cơ vẫn cứ bị tái nhiễm như thường, lại tốn mớ tiền điều trị nữa nha, là rất là oan uổng. Cho nên là phải nhớ bệnh này dù điều trị khỏi nó cũng không hề có kháng thể bảo vệ, và chỉ có mỗi người phải tự ý thức để mà bảo vệ lấy mình mà thôi. Rồi như vậy đối với CVC thì chúng ta còn nhiều cái chuyện phải nói nữa, tức là những cái đối tượng đặc biệt, rất là nhiều những cái đối tượng đặc biệt nè. Và cái chuyện tương tác thuốc lúc nãy có hứa với đồng nghiệp đó là nhận định tương tác thuốc như thế nào, rồi lỡ mà người ta không phải điều trị lần đầu, điều trị lần đầu mình có phác đồ vậy rồi còn thất bại thì sao ha. Rồi một cái chuyện nữa nghe cũng hơi khó chịu là quên uống thuốc thì sao nha. Thì tất cả mọi chuyện chắc là chúng ta sẽ nói trong trong phần thứ hai nha. Rồi, cảm ơn đồng nghiệp đã ngồi tới giờ này. Cái bài C này nó nhẹ nhàng hơn bài B hẳn phải không ạ? HCV thì có 6 cái genotype đó cô. Vậy thì một bệnh nhân tối đa sẽ mắc mấy lần, hay là chỉ tái nhiễm những con chưa mắc, hay là vẫn tái nhiễm các con đã mắc rồi ạ? À, như đã nói rồi đó, là cái con siêu vi C là nó chả có bảo vệ được cả nhé, cho nên ăn thua là gặp đối tượng nào thì mắc lại cái con genotype đó thôi. Ví dụ như cũng một đối tượng đó thì là hoài hoài thì cũng là chỉ genotype đó, nhưng mà nay mình thấy người này bị nhiễm genotype 1, ít lâu sau này tái nhiễm ra genotype 6 thì như vậy biết là lại tiếp xúc với một cái người khác nha. Thành ra là nói tóm lại là có thể cùng một genotype nếu nhiễm lại, nếu nhiễm lại cái người đó cũng mang cùng genotype đó, chứ nói chung là nó không có cái phản ứng, đã nói nó không có phản ứng bảo vệ cùng hay khác gì thì nó cũng chả bảo vệ gì cả ha. Cho nên là phải ráng giữ mình thôi nha. Không biết là câu hỏi này Đi cứ em thấy là có bác đã bật được mic rồi, em thấy mời mời lên tiếng đi và cho biết quý dạ danh vâng à.
Em có thấy một bác vừa đấy ạ, vừa nói chuyện đấy ạ. Rồi, Em biết lại à, như thôi vậy vậy thì thôi tiếp lại á, tiếp tục với câu em hỏi tiếp theo tiếp đi tục ạ. tiếp tục tiếp tục. Dạ vâng. À, có một bác khác cũng chia sẻ là ca viêm gan C mạn điều trị với lại MyPEAK-3 thì điều trị được 3 Ủa, tháng, thì học không hay là con cứ nghịch nữa à? Không ấy. vì tất cả chưa có bị xơ gan thì sau lọ 12 vì là người quen nên cho thử lại là HCV RNA thì kết quả vẫn còn virus mặc dù là giảm nhiều so với kết quả trước. Như vậy thì nếu đúng theo phác đồ không định lượng thì tại sao mà sau lọ 12 thì có thể là bỏ sót hay như thế nào? Và những trường hợp này thì mình sẽ đi điều trị tiếp theo là bao nhiêu tháng nữa hả cô? À, cái trường hợp này là cũng là đặc biệt, tức là ba có điều trị với may là tức là pangenotype á, là pangenotype là điều trị pangenotype mà chưa chưa xơ gan gì hết, chưa có xơ gan gì hết rồi, thì tức là ở tuần thứ 12, tuần thứ 12 mà vẫn còn virus thì đúng là cái ca này là thất bại rồi đó, mà cái chung chung là cái tỷ lệ này vô cùng thấp, vô cùng thấp. Nhưng mà nếu nếu chúng ta đã phát hiện thì đúng là về nguyên tắc thì nó đã phải mất từ tuần thứ tư hoặc là tuần thứ 8 mà tới tuần thứ 12 mà vẫn còn cho là nó thấp, thì như vậy là chúng ta coi như là nó thất bại, nó thất bại. Và nếu là nó thất bại thì chúng ta sẽ phải đợi học bài hôm sau, tức là chúng ta sẽ xử trí như một trường hợp thất bại điều trị, chứ không phải là cũng như mấy món mà chúng ta làm tiếp thêm thời gian. Tại vì chúng ta cái này là thất bại điều trị thấy rõ rồi, người ta ngưng 12 tuần xuất hiện mới gọi là thất bại, thì cái này là ngay trong lúc điều trị mà vẫn vẫn như vậy là thất bại, thì mình sẽ xử trí theo cái chuyện thất bại điều trị. Và vì cái chuyện này mình sẽ nói trong lần sau, cho nên xin hẹn lại cái ca này lần sau. Và đương nhiên trên đời thì không có cái gì là tuyệt đối, tức là trong cái trường hợp này nếu chúng ta không có làm cái định lượng siêu vi vô tuần thứ 12, chúng ta để bệnh nhân cứ ngưng thuốc đi rồi 12 tuần sau chúng ta sẽ thấy siêu vi nó ngút ngàn, nó tăng lên, thì cũng chả tội lỗi gì đâu à. Là bởi vì siêu vi C ơn trời là nó không có bùng phát như siêu vi B. Thành ra mặc dù nó còn nó mà mình ngưng thuốc đó thì nó cũng chả có bùng phát đâu. Ha, nó cũng chả có bùng phát đâu. Cái chuyện nó hiếm lắm. Cái chuyện mà nó thất bại là đã hiếm, mà cái chuyện nó bùng phát thì còn như hầu như là không không có đáng ngại. Cho nên chính vì vậy khi mà người ta đi đa, được xây dựng một cái phác đồ cho cả thế giới, tức là từ hiệp hội những cái nước rất là phát triển như Âu, Mỹ thì họ đều áp dụng, thì chúng phải phải biết là cái phác đồ của họ không phải Việt Nam mình ngon lành sáng tác ra phác đồ vậy đâu. Mình lấy y chang khác dựa trên phác đồ của châu Âu, hiệp hội gan mật châu Âu và hiệp hội gan mật Hoa Kỳ mình làm ra phác đồ của mình á. Cho nên quý đồng nghiệp cứ yên tâm đi là không có tội lỗi gì cả. Nếu tình cờ mình phát hiện thì coi như mình sẽ xử trí một cái thất bại sớm, mình đổi chiến lược sớm liền. Còn nếu mà chúng ta không biết gì mà chúng ta cứ làm theo như cũ thì đợi tới 12 tuần chúng ta mới biết, thì lúc đó chúng ta xử cái thất bại đó cũng được, không có sao cả nha. Và hẹn cái câu này là để lần sau chúng ta sẽ xử trí thất bại điều trị. Dạ, hy vọng là với câu hỏi câu trả lời của cô Hà thì bác cũng đã hài lòng rồi, tại vì em bác để tên Nguyễn Văn An, em không biết là tên thật của bác là gì. Vâng, thì bây giờ em thấy có một bác đã đang mở mic được rồi ấy ạ. Mình mở mic để trao đổi, mình trao đổi với cô Hà luôn ạ. Mời bác là câu hỏi ạ. Rồi mời mời bác là Alo. đã không biết được, cho biết quý danh ạ. Alo, Dạ. là cô nghe không cô? Dạ Dạ. nghe ạ. Cô Dạ, có nghe bác được tên không gì ạ? vậy? À? À, Chắc tôi chắn tên là không phải là Huy. Nguyễn Văn An. Không, Bác sĩ không Huy phải. À, vậy. tên Rồi em là đã đổi tên Huy. bác sĩ Huy rồi. Dạ. Dạ rồi, Cô bác cho sĩ em Huy. hỏi những cái trường hợp mà điều trị xơ gan mất bù, Dạ. điều trị ba thuốc với mục đích là Dạ. để tiết kiệm tiền cho bệnh nhân. Giả sử như Dạ. mình điều trị đến cái tháng thứ hai Dạ. thì không thể sử dụng cái ribavirin nữa, thì Dạ. mình chỉ còn dùng hai thuốc, thì cái hai Dạ. thuốc này mình sẽ tính từ cái thời điểm của 2 tháng mình tiếp tục thêm, hay là coi như mình tính đó là thời điểm zero để mình tiếp tục là 24 tuần, hay là Dạ. mình chỉ còn, người ta đã điều trị 2 tháng rồi thì bây giờ mình chỉ còn thêm là 22 tuần nữa thôi. À, Dạ.
Dạ, tức là tức là mình tính tính tiếp trên cái đó thời bác điểm. ơi, Dạ tính tiếp đó tính là tiếp 5 phút không? đầu mình đã nói rồi đó. Dạ, tức là coi như thời gian tối đa mà phải uống DA là 24 tuần thôi. Thành ra mình chuẩn bảo người ta chuẩn bị tiền cho 24 tháng, tại cái lọ DNA nó mắc lắm, cho nên là phải chuẩn bị tiền cho 6 lọ thuốc nha. Nhưng mà đương nhiên lúc đầu mình sẽ hứa hẹn là mình bỏ thử cái thuốc phụ này vô, nếu mà dung nạp được thì coi như là chỉ mua 3 lọ xong là kết thúc. Nhưng mà lỡ mà người ta không dung nạp được, mới uống tới 2 lọ thì thiếu máu, không không còn thể đi tiếp được thì phải bỏ ribavirin, và như vậy người ta phải uống cho đủ 6 lọ là mình tính ngay từ đầu á, chứ không có bỏ mất lọ nào của ta hết trơn á. Bác sĩ Huy cứ tính tiếp thôi. Tức là coi như tính từ ban đầu, Đúng rồi, tính từ ban đầu, tức là từ tối ban đa người ta chỉ phải uống 6 lọ thôi. Nhưng mà lúc nãy mình nhấn mạnh ý muốn nói là người ta phải chuẩn bị tiền cho 6 lọ, chứ mình đừng có hứa hẹn là điều trị 12 tuần thì người ta chỉ chuẩn bị tiền đủ cho có 3 lọ thôi. Tại vì có những bệnh nhân không biết bác sĩ Huy có gặp không, xong mình gặp toàn những bệnh nhân mà hoàn cảnh éo le không à. Cho nên chuyện gì là mình cũng phải nói rõ ràng cho người ta, để dành tiền á, là lỡ không được thì người ta còn tiền để người ta uống tiếp cho nó đủ 6 lọ. Và một lọ là 7-8 triệu lận. Mà thường tới cái giai đoạn mà xơ gan mất bù đó bác Huy, thì nếu gia đình có điều kiện đó thì nên xài luôn cái Ven Ba. Thật ra thì nó vẫn được coi là nó là một cái vũ khí mạnh hơn là cái Lady với lại Sofort á. Nó còn trừ khi nào cái hoàn cảnh mà người ta khó khăn quá ha, thì mình tùy hoàn cảnh bệnh nhân thôi. Nếu người ta khó khăn thì đương nhiên tới tới 6 lọ lận mà thì tiết kiệm được, xài cái Sofort với Lady thì cũng đỡ. Nhưng mà nếu mà dư dả đó, ta dư giả đó, thì nên xài cái Sofort với Venba thì nó sẽ tốt hơn. À, cảm ơn cô. Dạ, chào bác Huy. Thì Hỏi bác sĩ bác thì sĩ Công mở mic được rồi, mời bác dạ sĩ xin mời Công. bác sĩ Công ạ. Dạ em nghe, chào cô, chào cô Lập. Cô nghe, cô không biết cái lò của em có nghe được không? Nghe rõ, nghe rõ, nghe giọng cố nhân. Chào cô, chào các quý đồng nghiệp, quý thầy cô. Thì em cũng có một cái ca viêm gan CVC, rồi thì cũng hội chẩn với cô là đối với những bệnh nhân mà có chỉ định điều trị viêm gan CVC đó cô, thì cái thuốc Vanflacaria của mình thì không có chống chỉ định đối với những bệnh nhân suy thận nhẹ và vừa. Trong cái thuốc thì chỉ có cẩn trọng đối với bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Thì ở bệnh viện Lê Văn Thịnh đó cô, thì có những ca mà suy thận mạn và có chỉ định dùng thuốc. Thì có những ca độ lọc cầu thận thì dưới 30 ml trên phút. Thì em cũng hội chẩn cô xin cách hướng dẫn dùng cũng như là điều trị cho bệnh nhân này. Thì chạy thận thì mỗi tuần như vậy thì có 3 lần, thì mình sử dụng thuốc ở những thời điểm nào, thì xin cô cho cái hướng dẫn giúp tụi em. Cảm ơn cô. Rồi, giấu giấu nghề, đợi tới đợi Dạ đợi tới thứ năm, đợi thứ năm phải nói trước mắt hay thứ năm sẽ nói. Cái chuyện này là vô đối tượng đặc biệt suy thận này, mới thi công hãy đợi hồi sau sẽ rõ nha. Nói giống như phim kiếm hiệp vậy, hãy đợi hồi sau sẽ rõ để dành bữa sau nói nha. Dạ cảm ơn cô. Dạ vậy thì chắc là phải lưu lại cái câu này để cho lần sau chờ cô Hà sẽ giải đáp giúp bác sĩ Công câu hỏi này rồi. Thì chắc là em mời bác sĩ, thấy có 2 bác sĩ đang mở mic được rồi, là bác sĩ Duy Lượng với cả và bác sĩ Nguyễn Văn A đây ạ. Bác sĩ nào mình có thể mở mic được mình cứ dạ cúi dạ đầu em dạ ạ. Dạ mời dạ bác sĩ Duy Lượng ạ. thưa thưa cô Hà, và cảm Dạ. ơn bác sĩ Lộc. Xin hỏi cô một chút xíu là mấy cái thuốc mà cô giới thiệu hôm nay thì cái tình hình trên thị trường mình mua có dễ không ạ? À, dạ mình á thì thật ra là mình gắt kiếm về vườn mà 3 năm rồi anh, từ hồi sau Covid tới giờ á, thì Dạ trước dạ những cái thuốc mà mình ghi á là ngày xưa là nó nằm trong danh mục bảo hiểm y tế của bệnh viện nhiệt đới luôn đó anh, là vâng nằm trong vâng danh mục bảo hiểm y tế của viện nhiệt đới luôn. Còn sau này á thì làm theo mình biết đó là hiện giờ bệnh viện nhiệt đới vẫn còn chơi rất sang, là vẫn là Epclusa là hàng chính hãng Gilead cho bệnh nhân vâng bảo hiểm y tế dạ tăng tiếp luôn đó, là theo mình biết tình hình là vậy. Tại vì cái Ledipapir mặc dù nó rẻ đó, nhưng mà hình như cái thuốc đó bây giờ nó lại càng ngày càng hiếm, tại vì ít người vâng xài quá rồi, trên thế giới chắc riết rồi, họ không không có. Theo mình biết có một dạo rất, cái nguồn tin rất là thú vị, là cái dạo mà Covid á,
tại vì đứng hình hết không có đi khám được, cho nên thuốc nó tồn rất là nhiều. Thì lần đó là mình bắt mối được bên công ty là họ cho không á, cái sổ phớt đi lên đi cho một số bệnh nhân, nó có một số bệnh nhân sau đó là được hưởng lợi là lãnh thuốc miễn phí luôn, tại vì nó cận đát quá rồi là người ta cho hết. Nhưng mà sau cái lần đó thì theo mình biết là kiếm được cái sổ phớt với lê đi nó cũng khó, mặc dù là nếu có thì như là nó cũng vẫn là rẻ hơn, cái mức giá thì nó vẫn rẻ hơn là Venba với lại sổ phớt, nhưng mà khó tìm hơn đó anh. Thành ra là xu hướng bây giờ là theo mình biết là trên thị trường á là cái Epluxa là thống lãnh á của hãng Gillette á, mà xài cái đó thì rất là yên tâm luôn, tại vì nó là Gillette chính hãng. Thì mình nói Vâng ngày dạ. xưa nó là 1.000 đô la một viên thuốc rồi nó mới ra đó anh, 1.000 đô la Vâng, một viên thuốc, vâng. mà giờ Việt Nam mình mua một lọ có 7-8 triệu là quá sung sướng rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Câu hỏi của bác sĩ Hiên Lượng thì bây giờ em thấy là vẫn có 3-4 bác sĩ có thể mở mic ạ. Thì mình cứ mệnh Dạ, danh mời bác em. sĩ Nguyễn Văn A cho Dạ, biết em lý chào cô. Em bác sĩ Hoàng Anh cô. bác sĩ Hoàng Anh. Dạ. Hoàng Anh, Giống Hoàng Anh, Hoàng Anh, phải Hoàng Anh nội trú không, sao nghe giọng. dạ không Dạ phải yeah. cô. Dạ mời bác sĩ Hoàng Anh. Dạ cái tiếp nối cái tình huống hồi nãy của cái anh hỏi trước là nếu mà giống như ở em thì hầu như bệnh nhân đều có điều kiện và sau 3 tháng người ta sẽ kiểu như nôn nóng, người ta mong muốn là biết coi à tôi điều trị có khỏi hay chưa đó, thì người ta vẫn muốn định lượng luôn. Thì với cộng hoặc là những bệnh nhân mà mình không đảm bảo được là cái phòng ngừa sau, ví dụ mình điều trị 3 tháng rồi mà người ta không có thay đổi hành vi nguy cơ hoặc là vẫn có khả năng là tiếp xúc với cái CVC nữa, thì nếu mà mình sau 12 tuần mình mới sau 3 tháng nữa mình mới thử lại thì nó có, giả sử người ta có tiếp xúc với con CVC nữa thì nó có bị lại không con, nếu mà hay là mình vẫn tính là thất bại hay là mình tính là bị tái nhiễm Xuất nếu mà mình sắc không có một thử. câu hỏi, mình đang định chia sẻ đây, cái tình huống cực kỳ tế nhị luôn. Bác sĩ Hoàng Anh đúng là một người rất là thực tế á, tức là lý thuyết thì người ta nói như vậy nhưng mà cái bệnh nhân, cái hành vi nguy cơ thì mình có, ngay cả con cái trong nhà mình chưa chắc mình kiểm được nữa, huống gì bệnh nhân, đúng không? Thành ra cái trường hợp mà bác sĩ nào nói lúc nãy đó thì đó, mình đó là mình chưa có hỏi sâu hơn là bác sĩ đó có bảo đảm là cái người đó không có hành vi nguy cơ hay không nha. Tại vì thuốc á, mà uống vô, nhưng mà có điều một chuyện như vậy nè bác sĩ Hoàng Anh, nguyên tắc là cái thuốc này nó xử con siêu vi rất là tốt nha ha. Thành ra giả sử đi, nếu người ta có hành vi nguy cơ thì chỉ khi nào cái hành vi nguy cơ nó coi như nó quá gần á, nó quá gần á thì nó mới chưa kịp âm. Chứ nếu hành vi nguy cơ đó tính từ thời điểm 12 tuần nha, mà cô nói giả sử cái hành vi nguy cơ của người ta là 8 tuần đi thì nó đã có 4 tuần nó chui vô cơ thể nó đã bị 4 tuần cái thuốc hút nó rồi, thì tới tuần thứ 12 nó cũng không có. Mà anh hình dung được không? Còn nếu mà giả sử như điều trị 12 tuần mà tới tuần thứ 11 người ta mới có hành vi nguy cơ, người ta lây ngay chỗ đó nha, tức là con siêu vi nó chui ngay chỗ đó, thì liệu là chỉ cái trong vòng 1 tuần với cái áp lực của thuốc thì nó có xử được con siêu vi, thì chuyện này không ai nghiên cứu, không ai nghiên cứu 1 tuần thì siêu vi nó còn hay mất hết á. Nhưng mà chuyện người ta nói là 4 tuần là chắc chắn không có, tại vì bởi vì người ta mới không thèm kiểm nữa 4 tuần, anh hiểu không? Đó, thành ra là ngay từ đầu á mình vẫn nói cho bệnh nhân là tham vấn cái chuyện là tái nhiễm, là người ta dùng thuốc tốt cách mấy mà người ta có hành vi nguy cơ người ta vẫn bị con siêu vi chui vô ha. Thành ra là tốt nhất là ít nhất là trong 12 tuần mà người ta đang uống thuốc và 12 tuần sau đó thì sống cho nó kỹ càng dùm chút để bác sĩ còn đánh giá ha. Mà còn cứ tiếp xúc lung tung là bác sĩ không đánh giá được và bác sĩ sẽ phán cho là kháng thuốc, và bác sĩ phán cho kháng thuốc thì tập 2 sẽ rõ, nó sẽ khổ hơn nhiều nha. Đó, thành ra là nếu mình thấy mặt đặt tên thôi, nếu mà Hoàng Anh thấy là cái nhân vật ngồi trước mặt mình là không đáng tin cậy thì hù dọa làm sao cho người ta sợ. Sợ để mà ít nhất là giữ mình được trong vòng 24 tuần, 12 tuần điều trị và 12 tuần sau khi điều trị, đừng có bất kỳ một cái hành vi nguy cơ nào để bác sĩ còn đánh giá là thuốc này là thành công hay thất bại. Đương nhiên còn cuộc đời sau đó ráng giữ tiếp nha, nhưng mà chí ít là mình cũng đánh giá được chính xác là cái thành công hay thất bại. Đó, nếu nó thất bại thì đúng là nó phải là thất bại không, hay là bệnh nhân tái nhiễm. Và cái chuyện đó là mình sẽ cũng là mỗi lần bệnh nhân quay trở lại mình thì mình phải lại hỏi, giống như cái ông bệnh nhân mà muốn nói thì thiệt ra ông đó cũng thật thà lắm, hỏi ổng là có hành vi nguy cơ phải không ha, ổng em cười cười rồi thôi mình biết rồi là ổng là tái nhiễm,
chứ không phải ông kháng thuốc. Còn ông kháng thuốc thì mình lại phải xử chuyện khác nha. Mà người ta đã tính toán rồi, thường á nếu mà nó xảy ra là nó xảy ra trong vòng á thất bại á là 12 hoặc 24 tuần là nó đã xảy ra rồi. Còn xa hơn cái khoảng đó mà mới nói là bị kháng á, là bị thất bại là thà không đúng đâu, là chắc chắn là phải có hành vi nguy cơ nó tái nhiễm, tại vì thời gian nó cũng có đủ là xa ha. Thành ra tóm lại, thất bại hay tái nhiễm bác sĩ chỉ nói cho bệnh nhân, còn bệnh nhân mới là người chẩn đoán nha, chứ còn nói bệnh nhân nói sai bác sĩ mình cũng sẽ chẩn đoán sai thôi đó. Và vấn đề mình phải nói làm sao cho bệnh nhân hiểu được cái tầm quan trọng của sự thành thật, tại vì họ nói dối là họ lãnh đủ thôi ha. Bác sĩ thì sẽ cho thuốc theo cái lời khai của họ và họ sẽ lãnh đủ, lãnh đủ ở tập 2 sẽ rõ nếu mà kháng thuốc thì sao nha. Dạ, em còn một câu nữa, câu cho em hỏi thêm một câu là giống như là ở bên em thì sẽ gặp một số tình huống là bệnh nhân đi khám tổng quát bình thường và vô tình phát hiện, thì giả sử một số tình huống là người ta đã từng bị rồi, người ta điều trị rồi, thì giờ cái việc mà mình kiểm tra lại định lượng HCV RNA là mình phải phải hỏi coi coi như là người ta có cái hành vi nguy cơ hay không, hoặc là thường kinh nghiệm cô thì giả sử như những người đó như phụ nữ đi, người ta cũng hành vi cơ là không có, nhưng ví dụ vô tình người ta ông chồng hay gì đó người ta không biết được, thì cái thời gian mà cô cho làm lại cái HCV-RNA, giả sử cái người đó chỉ đi khám tổng quát bình thường thôi chứ không phải là đi đi khám chuyên khoa gan gì hết, nhưng mà vô tình người ta có cái đó dương tính, không phải vô tình mà là mình chắc chắn họ sẽ vẫn còn dương tính, nhưng mà mình không biết là cái này là do hồi xưa người ta bị hay là giờ ta có bị lại nữa hay không, thì khoảng bao lâu thì cô sẽ cho người ta làm lại HCV-RNA với cái kết quả là anti HCV nó dương tính? À, thật ra thì cái chuyện đó không có cái quy định gì đó hết bác sĩ Hoàng Anh à. Nhưng mà thường cái bối cảnh nó hay vậy nè, tức là bệnh nhân đâu đó người ta đã điều trị xong rồi, cái người ta đi kiểm tra sức khỏe gì đó thì người ta sẽ lòi ra cái anti HCV dương tính, là vì cái chuyện đó cái người ta tới mình nè, à. Người ta tới mình nói vậy là sao bác sĩ, vậy là tôi còn siêu vi hay không nha. Thì lúc đó mình nói là muốn biết là còn siêu vi hay không thì phải làm xét nghiệm này, chứ còn cái này là nó chỉ là một cái dấu ấn, nó có thể có mà nó có thể không. Còn những cái nguy cơ đó thì là không có thể nói trước được, giả sử như trừ khi nó là gọi là nữ tu ha, đúng nghĩa nữ tu không có dính máu me không có gì hết thì có thể nói là không có, chứ mình đã có tiếp xúc đúng không, đã có tiếp xúc, nói chung là mình dùng chữ là quan hệ không an toàn, dù bất kỳ người đó là ai thì vẫn là hành vi nguy cơ đúng không. Dù người kia, tại vì mình đâu có nói tới mà chuyện mà HIV là đối tượng nguy cơ hay gì, không có, chuyện siêu vi là nó lan trong cộng đồng. Nhưng mà nói chung là khi người ta, mà thật ra là cô nói là khi mà mình tiếp xúc với bệnh nhân á, những cái chuyện tới vậy đó khó lòng mà người ta nói thiệt, khó lòng người ta nói thiệt, mà mình cũng Dạ không đúng. có, mình không có ép người ta nói được nha. Cái chuyện nó tới vậy lắm, thành ra mình cứ nói chung chung thôi à. Nói chung chung là người ta chỉ cần muốn biết là người ta có hay không, còn hành vi hay không là tùy người ta, về người ta Coi tự như ta là nghĩ người ta ra sẽ là người quyết chứ định là nói. có nên làm hay Đúng không, rồi, là người cho ta nên là người ta chỉ, mình chỉ trả lời cho người ta biết là người ta hiện tại có mang CVC hay không, xin đề nghị làm giùm tôi cái xét nghiệm này, tôi sẽ trả lời có vậy thôi nha. Đó, còn cái chuyện mà nếu mà quá khứ đã điều trị thành công thì cái khả năng mà tái, người ta sợ người ta là tái phát á, thì phải nói là cái khả năng tái phát nó đã trong vòng 12 đến 24 tuần. Còn xa hơn nữa thì phải nói là tái nhiễm, chứ chỗ đó là ít nói khả năng tái phát ha. Và anti HCV dương chỉ có nghĩa là dấu ấn kháng thể, còn có mang hay không là RNHCV. Rồi có kết quả RNHCV rồi muốn nói chuyện gì nói tiếp, mình đừng có đoán trước tất cứ cả mọi chuyện gì. Nếu RNHCV nó âm thì cuộc đời đơn giản rồi đúng không, nó nói không sao hết, đó là tự người ta suy nghĩ thôi. Còn nếu dương thì người ta phải truy ra là người ta từ đâu mà người ta tái nhiễm ha. Không có một cái khoản quy định thời gian nào hết. Nhưng mà ngay từ đầu á, khi mà mình kết thúc cho một bệnh nhân thì mình đã dặn rồi, tức là nếu không giữ mình được, có hành vi nguy cơ thì phải đi kiểm tra lại, tại vì lúc đó coi như mấy chục triệu điều trị đây là coi như có thể không có, tại vì lại bị dính con mới, không hề được bảo vệ gì cả, không có kháng thể bảo vệ gì cả đó, nói vậy thôi, Dạ em hiểu, em không có. đồng ý không? Dạ. Tức là thật ra là xin lỗi, không biết bác sĩ Hoàng Anh bao nhiêu tuổi, nhưng mà đại khái là mình tiếp xúc với bệnh nhân đôi khi á là mình cũng phải có cái là nói mà hơi thị uy một tí, tức là không phải không hết, nhưng mà mình nói làm sao để cho người ta ít khả năng nói dối mình nhất, hiểu không? Dạ em cũng Đó, còn mình nhỏ, nói mà cô ra nên là điều là chắc mình cũng biết tổng khó. tòng tâm ta rồi, đại khái vậy đó, thì người ta ít khả năng nói dối mình nhất, nhưng mà điều mình cũng phải đủ lịch sự ha, để người ta Dạ. cảm thấy mình không phải là tra hỏi.
Nhưng mà có những bệnh nhân lớn tuổi thì cái hành vi nguy Thì đúng cơ đúng nó thì giảm rất bởi là nhiều, thì đó, lúc nếu đó mình trẻ mà người ta lớn tuổi mình nói quá là người ta ấy, thành ra phải tế nhị thôi, thì cô nói tùy. Đó là cả một nghệ thuật tiếp xúc với bệnh nhân, cho nên mình phải dày công rèn luyện từ từ. Dạ Dạ yeah, dạ em rồi, cảm nhưng ơn mà cô. câu trả lời Dạ của chào bác sĩ Hà Hoàng Anh. à, thì chắc là em thấy là có ba bác sĩ đang mở mic rồi, thì À, chị nói được không em? dạ, Alo. mời bác, Mời cho dạ biết mời quý bác. danh ạ. Bác Bác Hà, chị Thanh nè. dạ Chị dạ Thanh bên Chợ Rẫy. à dạ À, rồi cái ba trường hợp hồi nãy chị chia sẻ là bệnh nhân của chị đó Hà, bác Hà. dạ Thì cái tải lượng virus mà lúc bắt đầu điều trị rất là cao, chị định dạ lượng là tới 9 triệu, 9 dạ triệu đơn ý không phải. 99 tỷ, gần 1 tỷ đó, một ca là gần dạ 1 tỷ đơn vị, một dạ ca là cũng 7 8 triệu đó. Thì dạ sau khi lọ thứ 12 thì tại vì người quen nên chị cũng cho kiểm tra lại đó, giống như nãy chị nói đó. Thì dạ men gan bình thường, lâm sàng vẫn ổn, men gan bình thường, siêu âm vẫn tốt, nhưng mà cái định lượng á, thì một nó có giảm rất là nhiều. Ví dụ như có dạ một người thì còn có 7 7 ngàn mấy, có người thì dạ còn 20 mấy ngàn copy thôi. Như vậy dạ những trường hợp như vậy á, mình có tính là kháng thuốc hay không, hay là là nó thất chưa có bại đó đủ chị thời Thanh, gian, chắc thất chắn đó bại chị hả? Thanh, dạ là tính thất bại đó Ừ. chị Thanh. Dạ tại vì À nguyên tắc vậy của nó tới cả tỷ hay gì là quýnh vô là sạch hà, quýnh vô hả? là sạch, dạ nó nhạy lắm luôn á, thành ra cái trường hợp đó là thất bại. Nhưng mà liệu có phải thất bại hay là người ta tái nhiễm đó, vấn đề À là vậy, không. thành ra tùy chị Thanh đánh giá cái người đó thôi. Còn nếu mà thất bại á, thì là mình sẽ đợi hồi sau sẽ rõ, tức là mình phải chơi nguyên một cái bài sao để thất bại, tính cái thời À điểm đó vậy là hả? mình phải tính như thất Chứ bại. chứ Dạ mình có thể điều trị tiếp một khoảng thời gian nữa cho bệnh nhân không? dạ không, cái Ví đó là mình thất dụ bại rồi chị. Nếu mình như tại thuốc cũng là tiền nha, một lọ cũng là tiền, thành ra mình làm vậy nó dở ra gian, nó không ra gì hết, cho nên mình phải đi theo cái bài thất bại. Dạ thành ra em giống nhà em, để bài thất bại bữa sau hồi sau sẽ đỏ. Dạ mình sẽ rồi xử theo bài rồi thất bại chị. Dạ rồi 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 nhưng mà rồi nhớ cảm ơn nhớ bác nhớ Hằng ngắm nghía, nha. dạ chị nhớ ngắm nghía nha, đừng có tin ai hết, đợi em tin ai hết chị ơi. Tại chuyện thất bại như chị nói em thấy hiếm lắm á nha, tức là ngưng thuốc mà xuất hiện lại thì còn có, chứ mà đang ấy là thất bại. Ủa mà bệnh nhân nó có chạy thận không chị? Không không, tất cả đều bình thường À hết á. Uống hết dạ lọ thứ 12, hết dạ lọ thứ 12 là chị cho định lượng lại. Tại quen á, thì đúng không đúng phác đồ của Bộ Y tế, nhưng mà dạ tại vì quen nên chị cẩn thận, thì hết lọ thứ Ủa có 12 Sinotin tuần thứ không, có định 13. Sinotin không chị Thanh, định Sinotin À không? không, tại vì chị dùng cái Mavepa đó. Tại cũng bảo Nói hiểm chuyện á, nên là coi chừng nó mang không có một cái định genotype quái quái gì mà nó đáp ứng kém với điều trị nha. Đôi khi á nha, nó có thể là những cái genotype quái quái gì đó, nó có nhiều cái genotype nó cũng đáp ứng không ngon lắm với điều trị mà hiếm hiếm thôi. Tại vì ở đối với dân Việt Nam thì em chỉ chú ý một sáu hoại hoàn có ba, nhưng mà nhớ cái genotype 4 nó cũng thuộc loại là ấy đó, hiếm hoi. Hiếm hoi có cái ca genotype 4 không biết lây từ đâu, ở nước nào mang tới. Ta là tập cũng định genotype, nhưng mà về nguyên tắc nếu đã chị đã xài Vembatavir thì là coi như là tăng genotype rồi, chỉ có Dana thì nó không không yên tâm thôi. Thành ra cái ca đó là dự xác định là nếu không phải là tái nhiễm thì là thất bại điều trị. Thất Dạ bại dạ rồi thất rồi bại là rồi mình sẽ ca đổi bài thất bại vào lần thất sau. bại qua phác độ khác ha. Rồi Dạ rồi dạ đúng rồi, rồi chị cảm ơn bác Hà nha. dạ em chào chị Thanh. Rồi Dạ hỏi của bác sĩ Thanh rất nhiều, có vẻ như là ngày hôm nay mình có rất là nhiều câu hỏi, để hồi sau sẽ rõ quá cô Hà ha. Thì chắc là em thấy là vẫn còn hai bác sĩ đang mở mic đi ạ, thì mình có thể mình đặt câu hỏi với lại cô Hà đi ạ. Em thấy là các bác sĩ giơ tay cũng còn nhiều lắm, em có Dạ yêu cầu bác là mở mic nói được không rồi ạ? mà chưa thấy các bác mở. À dạ Dạ vâng mời 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 bác. bác nào mở mic được xin cứ Dạ nói. em chào cô Hà, chào bạn Lộc và các đồng nghiệp. Em có hai câu Dạ. hỏi như thế này Dạ, xin là, cho biết quý danh để dạ em sửa xin cái lỗi, quý nhà này ạ. dạ em là bác sĩ Kim Nguyên ạ. Dạ, rồi mời bác sĩ Nguyên. Thưa cô, em có hai câu hỏi như thế này là sau khi điều trị đối với bệnh nhân nữ mà sau khi điều trị cái HCV rồi thì mình phải kiêng cữ một thời gian không để có thai. Bây giờ trong trường hợp mà bệnh nhân có thai ngoài ý muốn trong thời gian đó thì cách xử lý của mình là như thế nào? Dạ, cái đó thuộc lại hồi sau sẽ rõ luôn. À rồi, vậy thì câu số 2 là nếu mà mình
cái người mẹ được chẩn đoán, tức là đã vô tình phát hiện cái HCV trong thời gian đã có thai rồi, thì khi mà sinh em bé ra thì mình có cần, là mình cũng cần phải thử xem là em là bé có bị nhiễm HCV từ mẹ hay không. Và như vậy theo như em nghĩ á, thì ở đây có lẽ mình không nên thử cái anti HCV, mình không nên dùng cái đó để xác định được, đúng không ạ? Tại vì em nghĩ có thể là cái kháng thể đó không phải là của em bé mà là của mẹ Đúng chuyển rồi, sang đúng con, rồi. Dạ đúng đúng không rồi. cô? Và Dạ cái như đó nó vậy cũng thì là là hồi sâu mình sẽ rõ là ra rồi dạ như cái đó là cũng hồi sâu sẽ rõ, sẽ nói chuyện đó liên quan tới bà bầu, liên quan tới em bé à. Dạ em cảm ơn cô ạ. Dạ em Dạ chào dạ cô. Dạ. rồi, là để mình có giấu giấu thì để mong ngóng tới tới bà buổi thứ năm cho nó hào hứng tí Dạ, nha. em cảm ơn cô. Dạ rồi, chào Dạ bác sĩ cảm ơn Nguyên. câu hỏi của bác sĩ Kim Nguyên, nhưng mà hôm nay chúng ta có rất là nhiều hồi sau sẽ rõ quá. Em thấy là có bác sĩ khác đang mở mic đi ạ. Bác sĩ nào mở mic được thì mình cứ Có vẻ là cái chuyện ngày hôm nay nó quá đơn giản cho rồi. nên cũng không ai thắc mắc gì trong cái nội dung ngày Alo, hôm nay. alo, alo, alo. Dạ Mời bác sĩ dạ Duy Lượng mời ạ. mời bác sĩ là Duy Lượng hay À, là vâng, xin hỏi cô Hà một câu nữa này, cho dạ nó thoải nhanh. mái ạ. Khi mà mình so sánh về viêm virus viêm gan C thì nó chuyển thành mãn tính cái tỷ lệ cao hơn so với B, nhưng Dạ. mà nếu mà so sánh về cái tính nhạy cảm dễ lây nhiễm thì B hay C thì cao hơn là cô. Xin cảm ơn cô. Dạ B, B là siêu phụ lây 100 lần mạnh hơn siêu vi C. Siêu À vi C được dạ. xếp ngang hàng với lại HIV. Cái về À nói dạ chung dạ về cái cùng một cái tình huống lây về nguy cơ lây à, thì siêu vi dạ C được xếp ngang hàng với HIV. Còn à siêu vi C là 100 lần mạnh hơn. dạ vâng vâng rồi cảm Dạ. ơn cô. Đó. Vâng. Dạ. Thành ra là mọi người là nhớ là ai mà may mắn là sa mẹ sanh ra lành lặn không dính siêu vi B thì nên đi chích ngừa. Dạ vâng. Câu hỏi của bác sĩ Nhân Lượng ạ. Em thấy là vẫn còn hai bác có còn bác sĩ vẫn đang mở Dạ mở mời mic được mời bác rồi. sĩ nào mở mic được là cứ lên tiếng nè, lên tiếng thì có thể nó đồng loạt lên thì sẽ có một người ngưng rồi người khác nói thôi, không sao hết, tự nhiên đi. Dạ Cái nào chị còn Thanh nữa cháu không? ạ. Không phải ạ cô ạ, để chắc là em hỏi câu câu hỏi khác từ trong phần À rồi Q&A cô rồi ha. rồi trong trên bảng đi ha. Dạ vâng. Hôm nay thì có một vài bác sĩ hỏi lại về bài của bên bên B một chút xíu. Thì em thấy là đây có bác sĩ hỏi là bệnh nhân viêm gan B cấp có điều kiện kinh tế và rất tha thiết điều trị thì nên xử lý như thế nào ạ? Có tức là chính xác là xin mời không biết bác sĩ nào đặt câu hỏi này, chính xác là B hay là C? B cô Mình ạ, đang nói bác sĩ bài muốn hôm nay hỏi. là bài bài C. Còn Vâng, bác cảm sĩ ơn là bác sĩ hỏi đã trả chuyện lại là chuyện B đúng không? Chính xác là lời. B đúng không? Vâng. Tại vì nếu mà B á, nếu là B á thì điều trị đâu có chuyện gì đâu, băn khoăn. B là đa phần là trên 95%, 90% là nó tự xử rồi. Thành ra chỉ trường hợp nào B cấp mà mình thấy nó diễn tiến không ngon á, tức là men gan mà sao nó tăng, mà nó tăng ghê ghê rồi xu hướng là cái TQ nó xấu ví dụ vậy á, thì mình mới bỏ thuốc đặc trị. Còn nếu người ta lo lắng quá mà muốn uống thuốc đặc trị thì muốn uống uống thôi, tại vì cũng uống trong vòng 6 tháng thôi mà thuốc nó cũng không tác dụng phụ, nó cũng không quá mắc. Nhưng mà uống chi, tại vì cái khả năng là tự xử rất là cao nha. Và thường nếu mà mình bỏ thuốc điều trị triệu chứng vô 1 tháng 2 tháng mà đã thấy men gan nó xuống ngoạn mục rồi thì đâu có chuyện gì cho người ta phải sợ hãi nữa nha. Thành ra không biết là ý bác sĩ có gõ nhầm là chữ C không. C thì nó hơi cân nhắc á, là tại vì C thì thuốc nó đắt tiền cho nên mình phải cân nhắc. Dạ không biết tác giả là ai à, xin có thể mở mic nói cho rõ ý không ạ. À? Hay chính xác vẫn là B phải không? Em thấy là trong phần câu hỏi là bác sĩ nói là xin quay lại về viêm gan B, bác sĩ hỏi câu đấy À. nên chắc là không có nhầm cô ạ. Chắc là mình sẽ Rồi quay về rồi. câu hỏi tiếp theo luôn. Thì có một bác À. sĩ hỏi là em có một bệnh nhân 68 tuổi là nhiễm viêm gan C, đã đặt trị soát peo cách đây 2 năm rồi, định lượng thì dưới ngưỡng, hiện tại tái nhiễm lại, em đã hỏi và không thấy có yếu tố nguy cơ nào cả. Vậy thì cô cho em hỏi là có khi nào virus tự tái hoạt không ạ? Vậy mình có nên điều trị soát peo lại hay là không ạ? À, thì nếu nếu mà đã cách đây 2 năm thì là có khả năng là bị ta tức là bị tái nhiễm,
chứ mình không có dùng chữ là tái phát đâu, mà con virus á nó không có tự tái hoạt đâu, siêu vi C nó không có tự tái hoạt, kể cả mình dùng thuốc ức chế miễn dịch luôn, là tại vì con này á là nó sạch bóng quân thù đúng nghĩa luôn á, là nó không có cái thể gì mà nó tiềm tàng trong cơ thể mình cả, sau khi mà mình uống đủ 12 tuần mình xử nó là nó sạch bon từ trong ra ngoài, nó không có cái dấu vết gì hết, thành ra người ta sử dụng thuốc ức chế miễn dịch cũng không có sao cả đó. Thành ra mình không đặt vấn đề là 2 năm mà có chuyện là siêu vi nó tái hoạt đâu, mà nó chỉ vấn đề là tái nhiễm, còn lây chỗ nào thì thật ra là cũng nhiều cái nó rủi ro, có thể là bệnh nhân không có một cái hành vi gì đáng kể, tại sáu mấy tuổi rồi thì không có hành vi nguy cơ gì đáng kể, nhưng biết đâu có những cái rủi ro gì nho nhỏ mà người ta có thể người ta quên cắt tóc, không biết nam nữ cắt tóc cạo râu gì đó, hoặc là nữ thì nhiều khi xăm xăm lông mày xăm môi hay cái gì đó, mình đã gặp những người bị viêm gan siêu vi C là do những cái chuyện đó, tức là một cái người nữ mà chỉ đi xăm xăm lông mày thôi, mà rõ ràng không có xảy ra cái, không có một cái hành vi gì cả mà người ta chỉ có đi xăm lông mày thôi, sau đó là nó rơi vô cái C C cấp, nó rõ triệu chứng luôn. Thành ra nói tóm lại là không có nghĩ tới chuyện thất bại, mà nếu đã không có tới nghĩ tới chuyện thất bại thì chúng ta điều trị lại như như lần đầu thôi, không có vấn đề gì cả, tức là nó bị tái nhiễm thì chúng ta cứ sử dụng lại cái software như như lần đầu, với mình cũng đánh giá đầy đủ hết coi là ép máy nó, nếu là vẫn là sơ gan chưa sơ gan thì mình sử dụng bình thường, hoặc là thậm chí sơ gan còn bù thì mình cũng sử dụng phác đồ như bình thường thôi.